Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 179. Diệp Huyên cười nói, gặp ta, người không vui à? Mục Tiểu Đao định đáp lời thì một người dị duy ở bên cạnh chợt gần giọng nói, các ngươi nói chuyện xong chưa? Ngươi! Diệp Huyên đột nhiên quay đầu, ta có cho phép ngươi lên tiếng à? Dứt lời, một thanh kiếm đâm vào mi tâm của người dị duy kia. Người dị duy kia lập tức biến thành hư vô. Mọi người đều sững sờ. Trong mắt Mục Tiểu Đao và Tiểu Ách cũng đầy sự ngạc nhiên. Giết chết trong nháy mắt. Lúc này, một người dị duy run rẩy hỏi, ngươi là ai? Diệp Huyên nhìn về phía người dị duy kia, ngươi là người dị duy. Đương nhiên hắn không quên chủng tộc này, vì đạo nhất cũng là người dị duy tộc. Đương nhiên, hắn cũng không có chút thiện cảm nào với bọn họ. Người dị duy dẫn đầu đang định đáp lời thì Mục Tiểu Đao chợt nói, giết chết bọn họ. Diệp Huyên cười to, sau đó vung tay áo. Mười mấy người dị duy đều biến mất. Bị đánh tan trong nháy mắt. Thấy cảnh này, Mục Tiểu Đao không khỏi giơ ngón tay cái, lợi hại. Tiểu Ách nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười to, Tiểu Đao, Tiểu Ách, có hứng thú cùng ta đi tới một nơi mới mẻ không? Mục Tiểu Đao lập tức lắc đầu, không có hứng thú. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Mục Tiểu Đao lạnh nhạt đáp, thực lực của người ở nơi mới mẻ mà ngươi nói mạnh hơn nơi này rất nhiều, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, phải. Mục Tiểu Đao nhún vai, bây giờ chúng ta đi tới đó chẳng phải sẽ trở thành kẻ yếu trong kẻ yếu sao? Diệp Huyên. Mục Tiểu Đao chớp mắt, không bằng ngươi đưa cho chúng ta chút truyền thừa và tài nguyên đi. Đợi thực lực của chúng ta tăng lên chúng ta sẽ đi tìm ngươi sau. Diệp Huyên đen mặt, ngươi đúng là không biết khách sáo. Mục Tiểu Đao cười hì hì, không có vấn đề gì đúng không? Diệp Huyên liếc Mục Tiểu Đao, sau đó mở lòng bàn tay, hai chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt hai cô gái. Mục Tiểu Đao không chút khách sáo cầm lấy nhẫn chứa đổ, khi thấy đổ bên trong, mắt nàng ta lập tức sáng lên. Diệp Huyên cười nói, thật sự không muốn đi theo ta à? Mục Tiểu Đao lắc đầu. Diệp Huyên nhìn Tiểu Ách, nàng ta thoáng do dự, sau đó cũng lắc đầu. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, hắn mở lòng bàn tay, hai tia kiếm quang bay vào mi tâm hai cô gái, ta để lại một tia kiếm khí trong người hai ngươi, nếu các ngươi có vấn đề gì cứ sử dụng nó, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ chạy đến bất cứ lúc nào. Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, bây giờ ngươi mạnh đến mức nào? Diệp Huyên cười đáp, vô địch. Vô địch. Mục Tiểu Đao liếc Diệp Huyên, ngươi có thể đánh thắng muội muội ngươi không? Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Mục Tiểu Đao truy hỏi, có đánh thắng được không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, so với Thanh Nhi, có lẽ ta vẫn có chút chênh lệch. Nhưng cũng không lớn lắm. Tiểu Tháp. Mục Tiểu Đao lắc đầu, ngươi chẳng nói thật được câu nào cả. Diệp Huyên cười to, hắn nhìn một vòng xung quanh, sau đó nói, ta phải đi rồi. Mục Tiểu Đao gật đầu, đi thôi, sau này thường xuyên trở về, chúng ta không để ý đến mấy vật phẩm đâu. Tùy tiện cho là được, chủ yếu là thường xuyên trở về, thật ra chúng ta rất nhớ ngươi. Diệp Huyên chừng Mục Tiểu Đao, ta tin ngươi mới sợ. Dứt lời, hắn nhìn Tiểu Ách, hắn thoáng do dự, sau đó cười nói, Tiểu Ách, sao ta cảm thấy hình như chúng ta hơi xa cách. Tiểu Ách nhìn Diệp Huyên, có à? Diệp Huyên cười nói, ta thấy là có. Tiểu Ách im lặng. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, đương nhiên phải xa cách rồi. Ngươi đi lâu như thế, chúng ta còn tưởng là ngươi chết rồi ấy chứ. Diệp Huyên cười nói, là lỗi của ta. Mục Tiểu Đao gật đầu, ngươi muốn đi thì đi nhanh đi. Tiểu Ách không giận ngươi đâu, sau này ngươi thường xuyên trở về, mang thêm một ít đồ nữa. Nếu ngươi thật sự không về được thì có thể nhờ ngươi gửi đồ về, chúng ta cũng có thể hiểu. Diệp Huyên đen mặt, mẹ kiếp, sao ngươi giống thổ phỉ thế? Sau khi trò chuyện với hai cô gái một lúc, Diệp Huyên ngự kiếm rời đi. Diệp Huyên rời đi rồi, Tiểu Ách nhìn về phía cuối tinh hà, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Mục Tiểu Đao khinh thường nói, Tiểu Ách, ta khinh bỉ ngươi. Tiểu Ách nhíu mày nhìn Mục Tiểu Đao, có ý gì? Mục Tiểu Đao lạnh nhạt nói, thích mà không nói, ngươi đúng là nhát gan.
Tiểu Ách nổi giận, ai thích hắn? Mục Tiểu Đao nhún vai, được được, người không thích, người cứ đợi như thế đi. Người này rất mặt dày, thực lực mạnh, hơn nữa còn là kiếm tu, một kiếm tu cường đại, người không chủ động thì người sẽ không có cơ hội đâu. Tiểu Ách nổi giận, nàng ta còn muốn nói gì đó nhưng Mục Tiểu Đao lại nói tiếp, người cứ đợi đi. Nếu ta thích một nam nhân, ta sẽ theo đuổi người đó, không theo đuổi được thì ta sẽ ngủ với hắn, không ngủ được thì ta sẽ cắt của hắn, ta không ngủ được với hắn, người khác cũng đừng hòng. Tiểu Ách. Diệp Huyên trở lại Đạo Lâm giới. Đạo Lâm quốc. Khi biết Diệp Huyên đến, Trung Sơn Vương đích thân nghênh đón. Thấy Diệp Huyên, Trung Sơn Vương cười hỏi, Diệp Thiếu, cậu định đi tới dị giới trong truyền thuyết sao? Dị giới. Nơi đó có đại lão vô cảnh chân chính. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu, không. Nghe vậy, Trung Sơn Vương sửng sốt. Diệp Huyên cười nói, bây giờ đến đó, ta chỉ sẽ bị bắt nạt thôi, ta muốn tu luyện đến vô cảnh rồi mới đi. Lần này, ta không muốn tiếp tục bị áp chế nữa, lão tử muốn lấy tư thế vô địch tiến vào nơi đó. Trung Sơn Vương. Diệp Huyên lại nói, tiền bối, ta muốn bế quan ở nơi này một khoảng thời gian. Trung Sơn Vương trầm giọng nói, được, ta sẽ hộ pháp cho cậu. Diệp Huyên cười nói, đa tạ. Nói xong, hắn đi theo Trung Sơn Vương tới một tinh không để tu luyện, đây là chỗ Trung Sơn Vương thường tu luyện. Trung Sơn Vương nói, Diệp Thiếu, cậu tu luyện ở đây đi, sẽ không có ai làm phiền đến cậu. Diệp Huyên chắp tay, đa tạ. Trung Sơn Vương cười nói, chuyện nhỏ. Diệp Huyên gật đầu, không nói thêm gì nữa mà tiến vào tiểu tháp. Hình 1. Sau khi tiến vào tiểu tháp, Diệp Huyên đi tới trước mặt Ngôn Bản Sơn, lúc này, Ngôn Bản Sơn đã tựa như một pho tượng, không hề động đậy, cũng không có hơi thở. Diệp Huyên hơi cạn lời, hắn không ngờ đến bây giờ mà Ngôn Bản Sơn vẫn chưa đạt tới vô cảnh. Phải biết rằng nàng ta đã tu luyện trong tiểu tháp khoảng 300 năm rồi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, xem ra vô cảnh này cũng không dễ đạt tới như thế. Nói xong, hắn tìm một nơi, sau đó ngồi xếp bằng xuống, trong đầu hắn hiện lên truyền thừa A Đạo Linh để lại. Trong truyền thừa này có một vài tâm đắc và cách đạt tới vô cảnh của bà ấy, ngoài ra còn có một vài cách sử dụng kiếm thanh huyên, nhưng tạm thời hắn không đi nghiên cứu cái đấy. Việc cấp bách là phải đạt tới vô cảnh trước đã. Thực lực của hắn bây giờ vẫn còn chênh lệch rất lớn với vô cảnh, dù sử dụng kiếm thanh huyên cũng không thể kéo gần khoảng cách đó. Tu luyện không để ý đến năm tháng, thời gian dần trôi qua. Vô cảnh. Vô cảnh là gì? Tên sao nghĩa vậy, chính là không có cảnh giới. Đạo tâm tự tại, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, ấy chính là vô cảnh. Nhưng để đạo tâm có thể tự tại lại khó khăn biết nhường nào. Để đạt tới vô cảnh, không chỉ phải tu mà còn phải ngộ. Mấu chốt lại càng nằm ở chữ ngộ. Trong những ngày tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu công cuộc bế tử quan. Hắn biết rõ đây là một cơ hội dành cho mình, bởi bây giờ đã không còn kẻ địch nữa, sẽ không còn ai vô duyên vô cớ nhằm vào hắn. Mục tiêu kế tiếp của hắn là dị thế giới, nhưng trước khi lên đường thì phải đạt đến vô cảnh đã. Hắn không muốn đi đến đâu cũng là người yếu hơn nữa. Tu luyện không kể năm tháng. Thời gian từng chút trôi qua. 100 năm sau. Một ngày nọ, Ngôn Bản Sơn đang ngồi xếp bằng thì mở mắt ra. Một khắc sau, nàng ta chậm rãi đứng dậy, chỉ trong nháy mắt mà khiến thế giới trong tiểu tháp trở nên mờ ảo, nhưng sau đó đã nhanh chóng khôi phục. Ngôn Bản Sơn liếc nhìn bốn phía với ánh mắt tang thương, một hồi lâu sau mới nhấc chân. Chỉ một bước mà nàng ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, lẳng lặng quan sát hắn nhập định. Sau đó nàng ta lại cất bước, rời khỏi tiểu tháp. Ngôn Bản Sơn ngẩng đầu nhìn lên tinh không, thấy Trung Sơn Vương xuất hiện. Trung Sơn Vương nhìn thấy nàng ta thì đồng tử co lại, sau đó khom người thi lễ, Ngôn Sơn chủ. Ông ta biết Ngôn Bản Sơn đã đạt đến vô cảnh. Ngôn Bản Sơn lãnh đạm hỏi, chấp pháp tông và vân giới thế nào? Trung Sơn Vương, đều đã bị Diệp Thiếu tiêu diệt. Ngôn Bản Sơn thoáng cau mày, một mình hắn. Trung Sơn Vương gật đầu. Ngôn Bản Sơn không nói gì. Một hồi sau, nàng ta đưa mắt dõi về chân trời, thì thào ta hiểu rồi.
Trung Sơn Vương chỉ im lặng cúi đầu. Ngôn bản Sơn, ta sẽ làm hộ pháp cho hắn. Trung Sơn Vương lại cúi người thi lễ rồi lui ra. Ngôn bản Sơn lẳng lặng nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Chấm chấm chấm. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên vẫn đang tham ngộ. Tu luyện quả thật là một quá trình khô khan, hắn đã không động đậy gì trong suốt 100 năm qua. Nhưng hắn vẫn chịu được nỗi cô đơn này. Bởi vì nếu muốn đứng trên người khác, phải chịu được cái khổ hơn người khác. Lại 100 năm trôi qua. Một ngày nọ, Diệp Huyên bỗng dưng mở bừng mắt, đứng dậy nhấc chân lên. Chỉ với một bước này, hắn đã xuất hiện ở học viện nữ tử. Học viện do Niệm Tỷ lập nên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên không đi vào mà đứng nhìn xuống từ trên mây, thấy một cô gái ở bên dưới. Là Diệp Liên. Nàng đang chăm chú khắc một con người gỗ nhỏ, được một chút thì dừng lại thổi mạt gỗ đi, sau đó lại tiếp tục. Trông nghiêm túc vô cùng. Chỉ một chốc sau, người gỗ trong tay nàng đã có dáng dấp của Diệp Huyên. Thấy vậy, một nụ cười nở trên môi Diệp Liên. Diệp Huyên trên tầng mây cũng cong môi. Vào khoảnh khắc ấy, mây mù bốn phía lập tức sôi trào, chẳng bao lâu đã khiến chân trời và toàn bộ đô thành Thần Đạo Quốc run rẩy. Vô số cặp mắt kinh hãi đổ dồn vào nơi Diệp Huyên đang đứng. Diệp Liên như cảm nhận được điều gì mà ngẩng đầu. Đúng lúc này, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt nàng. Diệp Liên thấy hắn thì sững ra, sau đó nhào vào lòng hắn, ca ca. Ca ca. Diệp Huyên mỉm cười ôm lấy nàng. Hắn đã gặp bình cảnh trong tiểu tháp, một nút thắt mà chính hắn cũng không biết là gì, chỉ biết cho dù hắn có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể vượt qua vách ngăn này. Cuối cùng, hắn quyết định ra ngoài đi đây đó một chút. Khi nhìn thấy Diệp Liên, hắn rốt cuộc cũng hiểu vách ngăn ấy là gì. Là sơ tâm của hắn khi tu kiếm. Đó là gì? Là để làm ra vẻ ư? Hiển nhiên là không. Sơ tâm của hắn vào buổi đầu luyện kiếm, chính là để bảo vệ muội muội. Muội muội là sơ tâm, cũng là hết thảy của hắn. Nhưng dần dà, ngoại trừ bảo vệ nàng ra, hắn đã có thêm nhiều dã tâm và dục vọng, tỉ như vô địch, làm ra vẻ. Hắn đã làm sai chỗ nào ư? Không. Nhưng làm người không thể quên đi sơ tâm của mình. Hắn nhớ lại một câu Thanh Nhi từng nói, không quên sơ tâm mới có thể vô địch. Không quên sơ tâm. Ôm Diệp Liên trong tay, Diệp Huyên lần nữa mỉm cười. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã đạt đến vô cảnh. Tâm ta tự tại. Không phải có nghĩa là bỏ qua hết thảy, cũng không phải vô tình vô nghĩa, mà là không quên sơ tâm. Diệp Liên nhẹ giọng nói, lâu lắm không thấy ca ca. Diệp Huyên bật cười, không phải bây giờ đã thấy rồi sao? Diệp Liên nhìn hắn, muội muốn đi cùng huynh. Diệp Huyên gật đầu, ta mang muội theo cùng. Hai mắt Diệp Liên sáng rỡ, thật ạ. Diệp Huyên, thật chứ, bây giờ ca ca đã có thể bảo vệ muội rồi. Diệp Liên ngần ngừ. Hình một. Diệp Huyên đang muốn tiếp tục thì thấy một cô gái xuất hiện cách đó không xa. Mộ Niệm Niệm, Diệp Huyên khẽ ngẩn ra, sau đó cười nói, Niệm tỷ. Mộ Niệm Niệm quan sát hắn một hồi, vô cảnh. Diệp Huyên, Niệm tỷ biết về vô cảnh. Mộ Niệm Niệm tròn mắt, ta ở trong lòng đệ yếu lắm sao? Diệp Huyên cười khổ, dĩ nhiên không. Hắn thoáng dừng lại rồi hỏi, Niệm tỷ đang ở cảnh giới nào? Mộ Niệm Niệm khẽ cười, thử vài chiêu không? Diệp Huyên đáp ứng ngay, được. Hắn vừa đạt đến vô cảnh, đang muốn tìm người thử một chút. Mộ Niệm Niệm cười rồi nhẹ nhàng phất tay, đưa mình và Diệp Huyên vào một vùng thời không bí ẩn trong nháy mắt. Diệp Huyên nhìn bốn phía, e rằng ta phải rút kiếm rồi. Mộ Niệm Niệm gật đầu, đến đây. Diệp Huyên vươn tay gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện. Khi nó bay ra, vùng thời không vũ trụ này lập tức bị chôn vùi. Đây là vô cảnh. Sau khi đạt đến cảnh giới này, mỗi đường kiếm hắn tung ra càng thêm tùy tâm sở dục. Chỉ là một nhát chém bình thường, nhưng lại mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Đúng lúc này, thân hình Mộ Niệm Niệm ở xa bỗng mở đi. Một khắc sau, một thanh kiếm đã đâm phập vào giữa trán Diệp Huyên. Ầm. Thân thể hắn run lên kịch liệt, bắn ra hàng loạt kiếm quang.
Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó cười, Nhiệm tỷ, ta có vô địch kiếm thể, tỷ. Bỗng im bặt. Hắn chợt nhận ra thân thể mình đang biến mất với tốc độ kinh khủng. Diệp Huyên sợ ngây người. Hắn đã đạt đến vô cảnh, vậy mà Niệm tỷ vẫn có thể chém chết. Mộ Niệm Niệm bỗng vươn tay gọi một tia kiếm quang bay ra khỏi thân thể Diệp Huyên, lúc này hắn mới bắt đầu khôi phục lại bình thường. Diệp Huyên, Niệm tỷ. Mộ Niệm Niệm hỏi ngược lại, để cho rằng đạt đến vô cảnh là vô địch sao? Diệp Huyên không nói. Mộ Niệm Niệm chỉ cười, tiểu tử đệ còn non lắm. Diệp Huyên cười khổ, ta không ngờ tỷ mạnh đến vậy. Mộ Niệm Niệm bật cười, đệ cho rằng đệ nhất kiếm dưới tam kiếm chỉ là câu nói đùa sao. Diệp Huyên không nói. Mộ Niệm Niệm đi đến vỗ vào vai hắn, đi với ta một chút. Nói rồi nàng ta nhấc chân đi. Diệp Huyên vội vã theo sau. Trên đường, Mộ Niệm Niệm bỗng hỏi, đệ có biết trên vô cảnh là gì không? Mặt Diệp Huyên cứng ngắc, má nó, chỉ vừa đạt tới vô cảnh, giờ lại nghe còn có cả trên vô cảnh. Còn có chừa cho hắn đường sống không? Thấy sắc mặt hắn, Mộ Niệm Niệm phá ra cười, tiểu tử này. Thôi không nói trên vô cảnh nữa, nói vô cảnh thôi. Diệp Huyên gật đầu, Niệm tỷ nói đi. Mộ Niệm Niệm cong môi, để hiểu biết thế nào về vô cảnh. Diệp Huyên cười khổ, vừa đạt đến nên vẫn chưa rõ lắm. Mộ Niệm Niệm gật đầu, đệ hẳn cũng biết, muội muội thiên mệnh của đệ cũng thuộc dạng không có cảnh giới, nhưng có biết nàng ấy khác gì với ta không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Mộ Niệm Niệm, nàng ấy thật sự không có cảnh giới. Diệp Huyên cau mày, nghĩa là thế nào? Mộ Niệm Niệm cười, nghĩa là nàng ấy đã vô địch, ở cảnh giới không còn đối thủ, hoàn toàn thoát khỏi mọi quy tắc, đã vậy còn tự sáng lập quy tắc của mình. Không chỉ thế, sau khi sáng tạo quy tắc mới, không bao lâu nàng sẽ phá hủy nó. Nói đơn giản, kẻ địch hiện giờ của nàng chỉ có nàng mà thôi. Không ngừng sáng tạo, không ngừng phá hủy. Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm, suốt thời gian qua, nàng ấy vẫn luôn đối đầu với chính mình. Không có cảnh giới của nàng khác với chúng ta, với nàng đó chính là vô địch. Diệp Huyên, vậy, không có cảnh giới của chúng ta thì sao? Mộ Niệm Niệm nhẹ giọng, cũng có nghĩa là đã vượt ra bên ngoài. Ít nhất phải sáng tạo ra một cảnh giới hoàn toàn mới, bó buộc mình vào trong đó rồi lại đột phá. Diệp Huyên cau mày, tuần hoàn. Mộ Niệm Niệm gật đầu, tự sáng tạo cảnh giới, tự đột phá cảnh giới ấy. Mỗi một lần sáng tạo đại diện cho một người hoàn toàn mới, mà mỗi một lần thoát khỏi cảnh giới đại diện cho lột xác. Nàng ta vẽ một vòng tròn, ban đầu, chúng ta nhảy từ cái vòng này sang một cái vòng khác. Nhưng giờ đây, chúng ta tự vẽ ra một cái vòng, lại nhảy ra, lại vẽ một vòng khác. Đơn giản mà nói, chướng ngại và kẻ thù lớn nhất của chúng ta không ai khác chính là bản thân chúng ta. Diệp Huyên im lặng. Mộ Niệm Niệm cười, vô cảnh của đệ cũng chỉ là bước vào cái vòng do người khác vẽ ra. Tóm lại, đệ vẫn còn đang phá vòng, mà ta thì đã vẽ vòng rồi. Nàng ta vươn tay, gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện, sau đó vung nó lên. Xoẹt. Thanh kiếm run lẩy bẩy, phát ra từng tiếng kiếm minh vang vọng. Diệp Huyên kinh ngạc, Niệm tỷ, dùng được kiếm Thanh Huyên ư? Mộ Niệm Niệm lấy nó gõ vào đầu hắn, đừng có xem thường Niệm tỷ của. Hình 1. Đệ, lúc ta vô địch thì đệ còn chưa đẻ ra đâu. Diệp Huyên nghe xong, nói không bị đã kích là giả. Vô cảnh, sau khi đạt đến cảnh giới này, hắn tự cho là mình đã có một chỗ đứng giữa những cường giả vô cảnh lâu đời. Nào ngờ Niệm tỷ lại đánh bại hắn một cách dễ dàng như ăn kẹo. Mộ Niệm Niệm nói, ta chia người tu hành trên thế gian thành 3 loại. Thứ nhất, người trong vòng, thứ hai, người phá vòng, thứ ba, người vẽ vòng. Diệp Huyên hỏi, ta hiện đang là người trong vòng. Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy, vì đệ còn chưa sáng tạo ra cảnh giới thuộc về bản thân mình. Chỉ khi làm được điều này, đệ mới là người phá vòng. Diệp Huyên chần chừ một hồi rồi hỏi, có rất nhiều loại vòng đúng không? Kiểu nhảy ra khỏi một vòng, phá một vòng rồi thì vẫn còn vòng khác lớn hơn. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, đệ nghĩ thế nào? Diệp Huyên đen mặt, đây chẳng phải là một vòng tuần hoàn vô hạn ư? Mộ Niệm Niệm cười khẽ, đệ nói đúng.
hết thảy trên thế gian này vốn là một vòng tuần hoàn, như xuân hạ thu đông, sinh lão bệnh tử, hoa nở hoa tàn. Nàng vỗ nhẹ lên vai hắn, chúc mừng đệ đã lĩnh ngộ được chân lý võ đạo. Nhưng vì cảnh giới còn kém nên đệ có biết cũng chẳng ích gì được cho bây giờ. Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm lại nói, để Diệp Liên đi theo ta đi. Diệp Huyên ngẩn người, vì sao? Mộ Niệm Niệm cười, sau này sẽ cho đệ biết, ta đã thông báo cho Diệp Liên rồi. Diệp Huyên do dự, có phải Niệm tỷ đang giấu ta điều gì không? Mộ Niệm Niệm gật đầu. Diệp Huyên vội hỏi, là gì? Mộ Niệm Niệm cười, không nói được. Diệp Huyên im lặng. Mộ Niệm Niệm, ta đã từng đến dị thế giới. Lấy thực lực của đệ bây giờ, nơi ấy đã không có bao nhiêu người có thể giết đệ, nhưng đệ cũng không phải là vô địch. Nhưng đến đó rồi, đường phải do chính đệ đi. Diệp Huyên, vậy Niệm tỷ thì sao? Mộ Niệm Niệm cười, ta sẽ dẫn các nàng đi nơi khác. Diệp Huyên còn muốn hỏi thì bị nàng ngắt lời, để ta cho đệ gặp một người. Nàng xoay người, vung tay lên. Ầm. Một mảng không gian vỡ nát, Diệp Huyên nhìn xuyên qua đó, thấy được một cô gái. Nàng mặc váy trắng như tuyết, tay cầm một thanh trường thương. Chính là An Lan Tú. Giờ phút này, nàng đang chiến đấu kịch liệt với một cô gái khác mặc bộ giáp sẫm màu. Mộ Niệm Niệm lại vung tay quét qua. Vùng thời không kia lập tức trở nên mờ ảo, sau đó An Lan Tú đã rời khỏi. Bên kia, cô gái mặc giáp nhìn Mộ Niệm Niệm, giơ ngón giữa lên với ánh mắt khinh miệt. Mộ Niệm Niệm vung tay lên. Chát! Người kia lập tức bị tát văng đi. Khóe miệng Diệp Huyên giật giật, ả kia gan thật, thế mà cũng dám khiêu khích Niệm tỷ. Mà cô gái ở vùng thời không lạ lẫm kia lại ngây ra như phỗng. Mình mà lại không đỡ được cái tát đó ư. Mộ Niệm Niệm không quan tâm để ả ta nữa, lại vung tay khép vùng thời không ấy lại. Diệp Huyên không khỏi nhìn sang, cảm thấy Niệm tỷ mạnh vãi. Phải ôm chắc cái đùi này mới được. Mộ Niệm Niệm hỏi An Lan Tú cảm giác thế nào. An Lan Tú đáp, vô cảnh rồi. Vô cảnh. Diệp Huyên sượng chân, nàng cũng đến vô cảnh rồi. An Lan Tú gật đầu. Diệp Huyên. An Lan Tú cười, Văn Tú chắc cũng sẽ nhanh thôi. Diệp Huyên bỗng quay sang Mộ Niệm Niệm, nghiêm túc nói, bằng không về sau cho đệ theo chân tỷ đi. Hắn cảm thấy làm như vậy thì tiền đồ bảo đảm sán lạn. Mộ Niệm Niệm bật cười, đệ không theo ta được. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Mộ Niệm Niệm, không vì sao cả. Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm lại hỏi, hai đứa có muốn đánh một trận không? Diệp Huyên và An Lan Tú đều lắc đầu. Cả hai đều đạt đến vô cảnh, căn bản không phân được thắng bại nếu không phải chiến đấu đến chết. Mà bọn họ lại tuyệt đối không thể đánh nhau đến chết. Vì vậy có so chiêu cũng là vô nghĩa. Mộ Niệm Niệm cong môi, cũng tốt, vậy ôn chuyện đi. Sau đó nàng xoay người biến mất. Diệp Huyên cười nói với An Lan Tú, cùng đi chút nhé. An Lan Tú gật đầu. Hai người cất bước đi vào lòng vũ trụ. Diệp Huyên hỏi, ban nãy là nơi nào? An Lan Tú lắc đầu, ta cũng không rõ. Niệm tỷ đưa chúng ta đi đến đó để chiến đấu. Diệp Huyên im lặng. Chẳng lẽ là dị thế giới trong truyền thuyết? Hắn cũng không dám chắc. An Lan Tú khẽ khàng nói, đi theo tỷ ấy, chúng ta học được rất nhiều. Diệp Huyên cười, ta có thể thấy được. Trước kia hắn còn bỏ xa bọn họ, nhưng bây giờ An Lan Tú cũng đã đạt đến vô cảnh rồi. Tốc độ tiến bộ thật sự quá nhanh. An Lan Tú bỗng hỏi, huynh sắp phải đi đâu? Diệp Huyên, dị thế giới. An Lan Tú gật đầu rồi dừng bước, chia tay ở. Hình một. Đây thôi, Diệp Huyên đi đến nắm lấy tay nàng. An Lan Tú lẳng lặng nhìn hắn, không tránh đi. Hắn cười, nàng vẫn đẹp như ngày nào. An Lan Tú không nói gì. Diệp Huyên dịu dàng ôm nàng vào lòng, nàng cũng không phản kháng, một chốc sau thì tựa đầu lên vai hắn. Bọn họ cứ thế ôm nhau. Tình cảm giữa họ vừa là bạn, là người yêu, cũng là tri kỷ. An Lan Tú là quý nhân đầu tiên, cũng là người con gái đầu tiên mà Diệp Huyên hắn đem lòng yêu mến. Một hồi sau, nàng nhẹ nhàng cất giọng, chờ ta đến tìm huynh.
Diệp Huyên cười, được. Sau đó hắn rời đi. Hắn rất yên tâm khi biết An Lan Tú và Diệp Liên đi theo Mộ Niệm Niệm, hơn nữa hai cô gái cũng sẽ được lợi rất nhiều. Đợi Diệp Huyên đi rồi, Mộ Niệm Niệm đứng bên An Lan Tú, nhìn về phía chân trời, cười hỏi, đi rồi sao? An Lan Tú gật đầu. Mộ Niệm Niệm, vậy chúng ta cũng đi thôi. An Lan Tú, đi nơi nào? Mộ Niệm Niệm cong môi, một nơi nguy hiểm hơn. An Lan Tú chần chừ một thoáng, Niệm tỷ rốt cuộc đã đến trình độ nào rồi? Mộ Niệm Niệm cười, dưới tam kiếm, tuy không phải vô địch nhưng cũng không ai có thể giết ta. An Lan Tú tò mò, dưới tam kiếm vẫn có đối thủ sao? Mộ Niệm Niệm gật đầu, ta biết ba người. An Lan Tú, là những ai? Mộ Niệm Niệm cong môi, một là đồ cô nương, kiếm đạo không hề dưới ta. Một là nữ võ thần, võ đạo thông thần, sức mạnh so với ta chỉ có hơn chứ không kém. Còn lại là một tiểu tử nọ không phải nhân loại, theo ta được biết, hiện chỉ có tam kiếm mới phá được thân thể của nàng. An Lan Tú hỏi sau một hồi do dự, nếu so với tam kiếm, tỷ còn kém bao xa? Mộ Niệm Niệm trợn mắt, ta từ chối trả lời câu hỏi này. An Lan Tú. Mộ Niệm Niệm phá ra cười, đi thôi, ta đưa các người đi lên mặt với người ta. À không, đi lịch luyện. An Lan Tú. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên vừa đi đến một vùng tinh không thì thấy một cô gái xuất hiện. Là Ngôn Bạn Sơn. Nàng ta hỏi, vô cảnh. Diệp Huyên gật đầu. Ngôn Bạn Sơn gật gù, tốt. Sau đó nhìn xuống bên dưới, cô gái vừa rồi rất mạnh. Hiển nhiên là đang nói về Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyên cười, là niệm tỷ của ta. Ngôn Bạn Sơn, ta phải đi. Diệp Huyên, đến dị thế giới. Ngôn Bạn Sơn gật đầu, sư tôn tìm ta. A à, đạo linh. Diệp Huyên suy ngẫm một hồi rồi nói, vậy chúng ta cùng đi. Ngôn Bạn Sơn gật đầu, được. Sau đó hai người biến mất ở cuối chân trời. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Huyên và Ngôn Bạn Sơn rời đi, Trung Sơn Vương và Ẩn Sát cũng nhanh chóng bế quan. Thật ra bọn họ không có lòng tin đạt được đến vô cảnh, nhưng cũng sẽ không từ bỏ. Họ không tu luyện trong tiểu tháp, vì vậy cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Chấm chấm chấm. Trong tinh vực mịt mù, Diệp Huyên và Ngôn Bạn Sơn xé thời không, băng băng lao tới. Mục tiêu của họ chính là dị thế giới. Chừng 5 giờ sau, Diệp Huyên và Ngôn Bạn Sơn nhìn thấy một cánh cửa đá khổng lồ xuất hiện cách đó không xa. Diệp Huyên nhìn nó mà muốn cạn lời. Bà mẹ, lần nào cũng là cửa đá, không đổi thành sắt được à? Ngôn Bạn Sơn lên tiếng, đến rồi. Diệp Huyên gật đầu rồi theo nàng ta đi đến trước cánh cửa mà không bị ai ngăn cản. Ngôn Bạn Sơn vung tay lên. Cửa mở ra để một quầng sáng trắng ùa vào bao trùm lấy cả hai. Khi Diệp Huyên lần nữa mở mắt, chỉ thấy trời xanh mây trắng tràn ngập. Một thế giới hoàn toàn mới. Nhưng khi quay đầu, hắn lại không thấy Ngôn Bạn Sơn đâu. Nàng ta đi nơi nào rồi? Diệp Huyên cau mày, nhìn khắp bốn phía, thần thức quét một lượt suốt mấy triệu trượng. Vậy mà vẫn không phát hiện tung tích Ngôn Bạn Sơn. Im lặng một hồi. Hắn quyết định không quan tâm nàng kia nữa mà nhìn về phương xa, khóe môi cong lên. Vô cảnh. Đây là cảnh giới cao nhất ở dị thế giới này, hắn đã không còn phải làm người chiếu dưới nữa rồi. Hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi. Nếu ngầu không quá 3 ngày thì thôi không cần cố gắng nữa. Chỉ cần làm con ông cháu cha hàng thật giá thật, ngày ngày đi theo Thanh Nhi kiếm cơm. Ăn bám đôi khi cũng sướng chứ bộ. Diệp Huyên đang định rời đi thì bỗng có mười mấy người xuất hiện trước mặt. Gã đàn ông trung niên cầm đầu liếc nhìn hắn, tuét miệng cười, thêm một đứa nữa. Diệp Huyên chớp mắt, các ngươi định cướp của hả? Gã kia ngẩn ra rồi đáp, đoán không sai. Bọn ta đúng là muốn cướp của. Diệp Huyên phủi bụi bẩn trên y phục đi, cười nói, tiểu tháp này, ta phải làm sao để thể hiện đây? Nên giết bọn chúng trong chớp mắt hay là làm bộ đánh thua? Sau đó mới dùng đến thực lực hù chết chúng đây. Ai già, khó chọn ghê, vô địch đúng là cô đơn quá. Sau một hồi im lặng, tiểu tháp mới lầm bầm cái đậu má. Làm sao để khoe mẽ đây? Diệp Huyên lúng túng.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự cô đơn sâu sắc, đến nỗi không biết phải làm sao của kẻ vô địch. Chẳng trách sao đại ca cứ luôn mồm nói vô địch tịch mịch thế nào. Gã trung niên bên kia mở miệng, thiếu niên, ta thấy ngươi cũng có đầu óc, tự ngươi giao nộp tài sản hay phải để bọn ta ra tay. Diệp Huyên cười nói, ta lợi hại lắm đấy. Gã ta thoáng ngẩn người rồi phá ra cười, lợi hại. Thật sao, đã đạt đến vô cảnh chưa? Diệp Huyên đường hoàng gật đầu, rồi. Sắc mặt gã đàn ông cứng đờ, sau đó nheo mắt lại, ngươi tưởng ta ngu lắm sao? Diệp Huyên cạn lời. Thật sự cạn lời. Bà mẹ cha nó. Ông đây hiếm lắm mới nói thật vậy mà nếch ai tin. Gã đàn ông kia bỗng vung tay làm động tác chảo, khiến vùng thời không nơi Diệp Huyên đang đứng bị chôn vùi. Vô hồn cảnh. Sức mạnh khổng lồ không ngừng nghiền nát thời không quanh hắn, nhưng Diệp Huyên lại không hề hấn gì. Đồng tử gã đàn ông rụt lại khi thấy vậy, không khỏi lùi lại mấy bước, nhìn hắn đầy khó tin, sao? Sao có thể? Diệp Huyên nghiêm giọng, ta thật sự là vô cảnh. Ít hầu gã đàn ông di chuyển, đại lão, ta, đây chỉ là hiểu lầm. Giọng run bần bật. Diệp Huyên cười, ta lại không thấy vậy. Gã đàn ông quỳ mọp xuống, run rẩy nói, đại lão, ta trên có già, dưới có trẻ. Hình một. Diệp Huyên lắc đầu, nói láo. Dứt lời, hắn vung tay lên. Gã đàn ông và đám người còn lại bị xóa sổ ngay tức khắc. Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía, sau đó biến mất tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đi đến trước một tòa thành cổ, không lớn nhưng lại tản ra bầu không khí tan tóc, nhìn qua là biết có lịch sử lâu đời. Bước vào thành rồi, Diệp Huyên quan sát bốn phía, thấy cũng chẳng có mấy người qua lại. Ở nơi này vô đạo cảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay chứ đừng nói vô cảnh. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu đến đây mà phát hiện vô cảnh chạy đầy đồng thì hắn bỏ cuộc cho rồi. Chứ tiếp tục nỗ lực còn ý nghĩa gì nữa. Đã làm hết sức mà vẫn ở chiếu dưới, vẫn bị đánh như con thì đúng là vô nghĩa. Chẳng lẽ ăn bám người khác không hay hơn sao? Cũng may là vô cảnh ở nơi này hiếm thấy như lông phượng sừng lân, nói cách khác, hắn có thể quật khởi rồi. Có thể khoe mẽ bao nhiêu tùy thích. Vào lúc này, bỗng có một luồng khí tức khủng khiếp xuất hiện trên bầu trời, khiến vô số người trong thành ngẩng đầu nhìn lên. Diệp Huyên cũng nhìn theo, chỉ thấy có một cô gái đang chậm rãi đi đến từ chân trời. Nàng này mặc váy tím, tóc dài xõa vai. Tay cầm kiếm. Là kiếm tu. Thấy nàng ta xuất hiện, có người trong thành kêu lên, là An Liên Vân. An Liên Vân. Cái tên này khiến toàn thành sôi trào. An Liên Vân này không phải người thường mà chính là con gái của An Bắc Thần, vậy An Bắc Thần là ai? Là đại lão vô cảnh. Phải biết rằng dị thế giới này chỉ có tổng cộng 9 cường giả vô cảnh mà thôi, ai nấy đều là cự phách một phương. Là đại lão siêu cấp chân chính. Như vậy, An Liên Vân chính là con ông cháu cha hàng thật giá thật. Nơi chân trời, An Liên Vân liếc nhìn xuống dưới rồi ngoắc nhẹ ngón tay. Lập tức có một thanh kiếm ầm ầm lao xuống từ trên cao, thoát cái đã chém thẳng vào một ngôi nhà nọ. Căn nhà trở thành một đống hoang tàn, có một bóng đen phóng lên cao, thoát cái đã trở thành một gã đàn ông áo đen xuất hiện trước mặt An Liên Vân. Gã cất giọng khàn khàn, An cô nương cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. An Liên Vân không chút dao động, cũng không đáp lời, chỉ vung kiếm lời. Xoẹt! Kiếm quang lao thẳng vào gã đàn ông. Gã đưa tay lên đỡ. Kiếm quang vỡ, nhưng gã cũng bị đánh bay đi mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, gã áo đen vung tay làm động tác nắm lại về phía An Liên Vân. Không gian phía trên nàng ta vỡ ra, mở đường cho một bàn tay khổng lồ xuất hiện. Bàn tay vừa hiện ra, bầu trời trên thành cổ trở nên mờ ảo. An Liên Vân vẫn lạnh nhạt ngoắc tay, để thanh kiếm rời khỏi vỏ, phóng lên cao. Doạt! Theo một tiếng xé rách, bàn tay kia vỡ tan tành. Nhưng trước khi An Liên Vân tiếp tục ra tay, gã áo đen bỗng cười lên, An cô nương, nếu hai ta động thủ ở đây, người trong thành sẽ phải chết. Nàng ta nghe vậy thì nhíu mày. Gã ta nói không sai. Cái giá của việc họ ra tay ở đây chính là tính mạng của người trong thành.
An Liên Vân nói vọng xuống, tất cả trốn đi. Trốn. Những người trong thành nghe vậy thì cuống cuồng tháo chạy khỏi thành. Thật ra đã có rất nhiều người chạy đi khi họ bắt đầu đánh nhau. Bọn họ nhạy bén biết rằng đại chiến kiểu này sẽ vạ lây đến người vô tội, vì vậy đều nhanh chóng trốn trước. Diệp Huyên tuy thích khoe mẽ nhưng cũng chưa đến mức chủ động đi dây vào phiền toái. Hắn tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện náo tàn như vậy, bèn chuẩn bị rời đi theo. Nào ngờ gã áo đen kia lại cười, An cô nương quả nhiên nhân hậu. Gã ta nói xong thì biến mất, xuất hiện lại ở sau lưng Diệp Huyên. Gã vươn tay trái chộp lấy vai hắn, lại nói với An Liên Vân, An cô nương, cô mà ra tay, ta sẽ đánh vỡ thần hồn hắn. Có lẽ cô cũng không muốn một người vô tội phải chết vì mình nhỉ. Diệp Huyên thật sự cạn lời. An Liên Vân ở chân trời cau mày lại, ánh mắt lạnh đi nhưng cũng không ra tay. Gã áo đen cười, An cô nương, cô không quen không biết những đứa con gái kia, cần gì phải xía vào. An Liên Vân bỗng nhấc chân bước tới, để một tia kiếm quang lao ra. Gã áo đen cả kinh, vội vàng trốn ra sau Diệp Huyên. Thanh kiếm kia dừng lại khi chỉ còn cách trán hắn nửa tấc. Gã thấy vậy thì nhếch mép cười. Hình một. An Liên Vân vươn tay gọi kiếm trở về, dương mắt nhìn gã áo đen với sát khí như ngưng tụ thành thực chất. Diệp Huyên không khỏi kinh ngạc, cô gái này thiện lương quá mức, thường thì cường giả cấp bậc này đều xem sinh mạng như cỏ rác, vậy mà nàng ta lại khác. Gã áo đen càng dùng sức tóm lấy vai hắn, phiền vị tiểu huynh đệ này theo ta một chuyến. Sau đó gã mang hắn phóng lên cao. An Liên Vân cũng hóa thành kiếm quang biến mất ở chân trời. Nơi xa xôi, gã áo đen đang vừa kéo Diệp Huyên vừa chạy như điên. Diệp Huyên hỏi, người muốn dẫn ta đi đâu? Gã ngạc nhiên nhìn hắn, người không sợ. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi mới nói, sợ trong lòng. Gã áo đen cười hỏi, người có tin vào số mệnh không? Diệp Huyên, là sao? Gã áo đen, có đôi khi ngươi không làm chuyện thương thiên hại lý gì cả nhưng lại luôn bị vận rủi chiếu vào. Gã nhìn Diệp Huyên, hôm nay, gặp phải ta chính là số mệnh của ngươi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi, nói rất có lý. Gã áo đen cười, đến rồi. Gã ta đưa hắn vào trong một đại điện toàn thân màu đen. Nó biến mất ngay sau khi gã bước vào. Đi vào nơi này, đôi mày Diệp Huyên cau lại. Bên trong có rất nhiều cô gái thân không mảnh vải, có người đã chết thảm. Ánh mắt hắn lạnh đi khi chứng kiến cảnh tượng này. Gã áo đen nhìn hắn cười, kiếp sau đầu thai cho tốt. Gã vung tay lên rồi xoay người rời đi, nhưng vừa được hai bước thì quay đầu lại, thấy Diệp Huyên vẫn đứng đó. Gã nheo mắt, không ngờ lần này ta lại nhìn nhầm. Nói xong, gã ta bước về trước, tung cú đấm vào mặt hắn. Nhưng quả đấm còn chưa đến gần Diệp Huyên thì bản thân gã đã bay ngược về sau, một khắc sau đó bị một thanh kiếm ghim vào tường. Gã áo đen ngu người. Gã không hề nhìn ra Diệp Huyên ra tay thế nào. Gã trợn mắt nhìn hắn, người rốt cuộc là ai? Diệp Huyên chậm rãi bước đến, cười hỏi, người biết số mệnh là gì không? Gã áo đen. Diệp Huyên cong môi, vung tay lên. Thân xác gã áo đen bay ra thành từng mảnh. Lăng trì. Gã ta biến sắc kịch liệt, ngươi, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên dừng bước, hỏi hắn, sao lại hỏi ngu như vậy? Gã áo đen gằn giọng, ta là người của Quỷ Tu Tông. Diệp Huyên cau mày, chưa nghe bao giờ. Gã ta ngây ra, sau đó giận dữ quát lên, ngươi chưa từng nghe qua Quỷ Tu Tông. Diệp Huyên đáp lại, muội muội ta là thiên mệnh vô địch, đại ca ta là kiếm tu cầu bại. Cha ta tên Dương Điên ngươi từng nghe chưa? Gã áo đen ngẩn ra, là cái quái gì? Diệp Huyên quát, ngươi cũng có nghe qua đâu. Sau đó hắn vung tay lên, để một tia cắm quang cắm vào linh hồn gã. Á! Tiếng hét thê thảm vang lên. Mặt mũi gã áo đen dữ tợn vô cùng, phẫn nộ chừng hắn, ngươi dám để ta gọi người đến không? Dám không? Hả? Có dám hay không? Diệp Huyên chớp mắt rồi gọi một cái ghế xuất hiện, hắn ngồi vắt chân trên đó, cười nói, vậy gọi người Quỷ Tu Tông của ngươi đến đây. Ta đây vô địch, tùy các ngươi thôi. Những lời này của Diệp Huyên khiến gã áo đen kia ngẩn người, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Gã không xem thường Diệp Huyên.
bởi gã còn không có sức đánh trả hắn, làm sao mà dám xem thường. Nhưng giờ phút này, gã cũng không còn biện pháp nào ngoài gọi cứu viện. Nếu không gọi, gã chỉ còn con đường chết, nếu gọi, gã có hy vọng sống. Thiếu niên trước mắt này cũng không thể là vô cảnh chứ, đúng không? Nghĩ vậy, gã áo đen vươn tay, để một phù ấn màu đen chậm rãi bay lên, hóa thành một tia sáng đen biến mất khỏi đại điện. Gã nói với Diệp Huyên, các hạ, quỷ tu tông ta có ba cường giả bán bộ vô cảnh. Bán bộ vô cảnh. Diệp Huyên chỉ cười, không sao. Gã áo đen sa sầm mặt. Chỉ một hồi sau, một lão già xuất hiện trong điện. Cả người khoác áo đỏ chói, trông lòe loẹt vô cùng. Lão ta ngắm nghía Diệp Huyên một hồi, cất giọng khàn đặc, chẳng hay các hạ là. Diệp Huyên chỉ vươn tay, để một tia kiếm quang bắn ra. Phập, lão già còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm quang xuyên thủng giữa trán. Thần hồn câu diệt. Gã áo đen đứng sau lão ta nửa bước ngây ra như phỗng. Đây là một cường giả bán bộ vô cảnh cơ mà. Vậy mà lại bị giết trong nháy mắt. Chẳng lẽ tên kia là vô cảnh thật? Suy nghĩ này khiến gã run lên như cầy sấy. Diệp Huyên lại cười, nào, gọi tiếp xem. Gã áo đen run rẩy nói, các hạ, xin hạ thủ lưu tình. Gã đã tỉnh táo lại rồi. Quỷ tu tông không trêu vào người này được. Diệp Huyên chỉ lắc đầu, chán thế. Hắn vung tay lên. Ầm. Gã áo đen bị xóa sổ hoàn toàn. Diệp Huyên xoay gót, vừa bước ra khỏi đại điện không lâu thì thấy một tia kiếm quang rơi xuống trước mặt, An Liên Vân xuất hiện. Nàng ta nhìn vào điện rồi nhìn hắn, không mở lời. Diệp Huyên cười, gã ta chết rồi. An Liên Vân, người giết. Diệp Huyên gật đầu. Sau một hồi im lặng, An Liên Vân đáp trả rồi xoay người biến mất. Diệp Huyên nhìn theo về phía chân trời, lắc đầu cười cười. Cô nàng này cá tính thật. Lúc này, lại có một người phụ nữ khác xuất hiện khiến hắn sửng sốt. Là người quen. A Đạo Linh. Bà ấy cười hỏi, sao đây? Không nhìn ra tỷ tỷ à? Diệp Huyên. A Đạo Linh, theo ta. Ta đưa ngươi đến nơi này. Sau đó bà ấy mang hắn rời đi. Một chốc sau, Diệp Huyên theo chân A Đạo Linh đi đến một vùng núi sâu thẳm, bên trong là một cung điện khổng lồ chiếm cứ hết một đỉnh núi, không ngừng có những tia sáng trắng vụt qua phía trên. Hình 1. Dẫn Diệp Huyên đi đến trước một tòa đại điện rồi A Đạo Linh cười giới thiệu, đây là thế lực tên Đạo Linh Cung do ta sáng lập, sau này ngươi chính là người của nó. Diệp Huyên, A Đạo Linh gọi một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt hắn. Bên trong là một loại tinh thạch đặc biệt tên vô lượng thần tinh, dành riêng cho cường giả vô cảnh, dùng để trị thương, tu luyện. Ta không có nhiều, trước tiên cho ngươi 10.000 viên, sử dụng sao cho tiết kiệm. Diệp Huyên cũng không khách sáo mà thu nhẫn vào. Sau khi đạt đến vô cảnh, hắn nhận ra những tinh mạch trước kia đã chẳng còn tác dụng nữa. A Đạo Linh lại lấy ra một quyển sách cổ, đây là tư liệu về các thế lực lớn và thông tin chi tiết về các cường giả vô cảnh, người có thể đọc qua. Rồi bà ấy chỉ vào một ngôi điện nhỏ gần đấy, kia là nơi ở của ngươi. Trước tiên nghỉ ngơi vài ngày đi, sau đó ta có việc cần ngươi hỗ trợ. Nói xong, bà ấy biến mất. Vị tỷ tỷ vừa nhận này đúng là không khách khí chút nào, Diệp Huyên lắc đầu cười. Hắn không nghĩ ngợi nữa mà cầm quyển sách lên. Bước vào ngôi điện nhỏ của mình. Tiến vào rồi, hắn lật sách ra. Quyển sách hóa thành một tia sáng trắng nhập vào giữa trán hắn, để vô số thông tin ùa vào não bộ. Dị thế giới. Đây là một thế giới thần bí, hay nói đúng hơn là một di chỉ. Có tuổi đời vô cùng cổ xưa. Người đầu tiên phát hiện ra nó chính là Mục Thần. Người đầu tiên đạt đến vô cảnh được biết đến nay, cũng là cường giả đứng đầu dị thế giới này. Thực lực đứng đầu. Ở dị thế giới có ba siêu thế lực khổng lồ, trừ Đạo Linh Cung ra còn có Phương Thốn Các và Vạn Đạo Tông bí ẩn. Sau lưng cả ba đều có cường giả vô cảnh. Trước khi hắn và Ngôn Bạn Sơn đến đây, dị thế giới chỉ có 9 cường giả vô cảnh, nhưng một người đã bất ngờ bỏ mạng cách đây không lâu, từ đó chỉ còn 8. Nhưng có hắn và Ngôn Bạn Sơn thì con số này trở thành 10. Dị thế giới này cũng có tranh chấp. Nhưng cường giả vô cảnh rất ít khi ra tay.
Vì vậy ba thế lực lớn tuy thường xuyên va chạm nhưng lại rất ít khi đại chiến. Một hồi sau, Diệp Huyên mở mắt, thì thầm, Mục Thần. Lai lịch người này cực kỳ bí ẩn, không ai biết hắn ta đến từ đâu, chỉ biết hắn ta là người đầu tiên phát hiện ra dị thế giới và vô lượng thần tinh. Sau khi đến dị thế giới, hắn ta cũng không chiếm đoạt nó, mới dẫn đến việc người nơi đây ngày càng nhiều. Nhưng hiện nay đã không ai biết tung tích của hắn ta nữa. Một hồi sau, hắn đình chỉ dòng suy nghĩ, vươn tay gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện. Kể từ khi đạt đến vô cảnh, hắn phát hiện thanh kiếm cũng có chút ít thay đổi. Đúng như A Đạo Linh nói, kiếm Thanh Huyên còn một chức năng khác. Hắn như nghĩ đến điều gì mà tiến vào tiểu tháp. Bên trong, Diệp Huyên quan sát kiếm Thanh Huyên trong tay. Thanh kiếm bất thình lình hóa thành kiếm quang nhập vào giữa trán hắn. Kiếm vừa dung nhập, khí tức toàn thân hắn điên cuồng tăng vọt, ảo ảnh của kiếm Thanh Huyên cũng xuất hiện trên đầu. Kiếm hợp nhất cùng người. Khóe miệng Diệp Huyên vểnh lên, hắn đã có thể dung hợp bản thân và kiếm Thanh Huyên rồi, khi ấy thực lực hắn lại tăng thêm ít nhất vài phần. Trước kia hắn còn yếu nên không chịu nổi sức mạnh của kiếm Thanh Huyên, không thể vận dụng chiêu này, nhưng từ giờ trở đi hắn đã có thể rồi. Hắn cũng phát hiện kiếm Thanh Huyên là một kho báu khổng lồ, nhưng vấn đề là hắn phải chậm rãi đào ra. Sau vài ngày nghiên cứu mà không có tiến triển mới, Diệp Huyên dừng lại, đi đến gặp Hư Vọng. Giống như Ngôn Bạn Sơn, khí tức của nàng ta đã hoàn toàn biến mất khi nhập định. Diệp Huyên cong môi cười. Hư Vọng rồi cũng sẽ đạt đến vô cảnh, chỉ là cần thời gian mà thôi. Ba ngày sau, khi A Đạo Linh đi đến, Diệp Huyên cũng rời khỏi tiểu tháp. Bà ấy quan sát hắn một hồi rồi cười hỏi, cảm giác sau khi đạt đến vô cảnh thế nào? Diệp Huyên cười, vô địch. A Đạo Linh bật cười, tiểu tử nhà ngươi thật là. Diệp Huyên hỏi, Linh tỷ, Mục Thần là người thế nào? A Đạo Linh, tò mò sao? Diệp Huyên gật đầu. A Đạo Linh lắc đầu, ta chưa từng gặp hắn ta. Diệp Huyên ngẩn ra, tỷ cũng chưa gặp bao giờ. A Đạo Linh gật đầu, phải. Đối với cường giả vô cảnh chúng ta, hắn ta giống như một truyền thuyết. Diệp Huyên im lặng. A Đạo Linh cười, người có biết chúng ta làm gì mỗi ngày sau khi đạt đến vô cảnh không? Diệp Huyên lắc đầu, không. A Đạo Linh, tìm cách tiến thêm một bước. Diệp Huyên, trên vô cảnh là gì? A Đạo Linh lắc đầu, không rõ. Chúng ta cho rằng người có khả năng đột phá nhất chính là Mục Thần, nhưng bây giờ lại không ai biết hắn ta ở đâu. Đến đây, bà ấy đổi chủ đề, muội muội ngươi đâu? Diệp Huyên thoáng ngẩn ra, cười hỏi lại, muội muội nào? A Đạo Linh liếc xéo, giả ngu với ta. Diệp Huyên bất đắc dĩ, không giấu gì tỷ, ta có nhiều tỷ tỷ với muội muội lắm. A Đạo Linh, người mạnh nhất. Diệp Huyên. A Đạo Linh, cái lần nàng ấy giúp ngươi chém chết phân thân của Xích Địa kia, cũng dùng phân thân chém luôn cả bản thể ông ta. Diệp Huyên cau mày, là cái tên đột tử không lâu trước đây. A Đạo Linh gật đầu, phải. Phân thân của ông ta đến Đạo Lâm giới tìm ngươi gây chuyện, nhưng không chỉ nó mà cả bản thể ông ta cũng bị một thanh kiếm chém chết. Thanh Nhi. Diệp Huyên im lặng một hồi, thì thầm trong lòng, Thanh Nhi. Ngầu quá. Chém phân thân, giết bản thể. Mà ông ta là cường giả vô cảnh đấy. Lại còn có thể làm như vậy sao? A Đạo Linh cười, xem ra ngươi cũng không biết rõ về thực lực của nàng ấy. Diệp Huyên thành thật gật đầu. Sức mạnh của Thanh Nhi quả thật chính là một dấu chấm hỏi. Đơn giản mà nói thì đừng hỏi nàng mạnh cỡ nào, chỉ cần biết nàng vô địch là được. A Đạo Linh, vậy ngươi cũng không biết nàng ấy đang ở đâu. Diệp Huyên gật. A Đạo Linh im lặng. Diệp Huyên, tỷ định làm gì? A Đạo Linh cười, muốn gặp mặt một lần. Nếu nàng ấy bằng lòng chỉ điểm hoặc dẫn lối thì ta sẽ bớt đi rất nhiều năm tu luyện. Diệp Huyên đành chịu, nhưng ta thật sự không biết nàng đang ở nơi nào. A Đạo Linh gật đầu, ta tin ngươi. Có hai việc này cần ngươi giúp. Thứ nhất, ta sẽ đưa Ngôn Bạn Sơn đi đến một nơi, giao chỗ này lại cho ngươi. Việc tuyển người sau đó cần ngươi ra mặt chủ trì. Chừng nửa tháng sau, ta sẽ trở lại đón ngươi. Diệp Huyên tò mò, hai người đi đâu? A Đạo Linh cười, một nơi bí ẩn.
Diệp Huyên do dự rồi hỏi, ta tuyển người. A Đạo Linh chớp mắt, có vấn đề gì không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, không thành vấn đề. A Đạo Linh gật đầu, một việc nữa, ta đã diệt Quỷ Tu Tông rồi. Hình 1. Bà ấy nhìn Diệp Huyên, sau này bớt ra tay lại đi, hiểu chưa? Diệp Huyên không hiểu, sao? A Đạo Linh liếc xéo, đại ca à, ngươi đã đến vô cảnh, là siêu cường giả đứng đầu thế gian rồi. Ngươi ra tay chẳng khác gì ý lớn hiếp nhỏ cả, mất giá lắm, hiểu không? Diệp Huyên. Cậy lớn bắt nạt nhỏ. Thần sắc của Diệp Huyên có vẻ kỳ quặc. Hóa ra mình cũng có ngày cậy lớn bắt nạt nhỏ cơ đấy. Cảm giác này kỳ lạ thật. Chốc lát sau, A Đạo Linh dẫn theo môn bạn Sơn bỏ đi. Mà bây giờ, nước Đạo Linh do Diệp Huyên làm chủ. Diệp Huyên tới một gian đại điện, nơi này là chủ sự điện của Đạo Linh Cung, bên trong đại điện, các trưởng lão của Đạo Linh Cung đã tề tựu. Thấy Diệp Huyên tiến vào, ánh mắt của các trưởng lão đổ dồn về phía hắn. Diệp Huyên liếc mắt nhìn đám đông, Linh Tỷ nói với ta rằng, sau này ta sẽ phụ trách chủ trì mọi thứ trong Đạo Linh Cung. Đám đông nhìn hắn, không ai lên tiếng. Diệp Huyên mỉm cười, có ai lên tiếng đôi câu về vấn đề chiêu mộ nhân sĩ này không? Bấy giờ mới có một ông lão mặc áo bào đen đứng ra, thoáng hành lễ cùng hắn, Diệp trưởng lão, việc chiêu mộ này thực chất là cướp người. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cướp người. Ông lão mặc áo bào đen gật gật đầu, bởi vì cứ 10 năm một lần, Đạo Linh Cung ta cùng Phương Thốn Các và Vạn Đạo Tông sẽ chiêu mộ nhân tài cùng một lúc, mục tiêu nhắm tới những người từ thế giới bên dưới bất chấp xông lên. Những người này có thể từ bên dưới xông lên, thiên phú và khả năng chiến đấu vốn có chắc hẳn là xuất sắc nhất trong thế giới của họ. Thế nhưng, số người lên được ít ỏi vô cùng, cũng chính vì lẽ này, mỗi lần chiêu nạp toàn phải dựa vào tranh giành. Diệp Huyên hỏi, liệu có đánh nhau không? Ông lão mặc áo bào đen liếc mắt nhìn Diệp Huyên, còn phải xem tình hình. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi mới đáp, ta hiểu rồi. Nói rồi, hắn nhìn về phía ông lão mặc áo bào đen, xin hỏi nên xưng hô thế nào? Ông lão kia trả lời, Lý Cảnh. Diệp Huyên khẽ gật đầu, trưởng lão Lý Cảnh, Linh Tỷ từng nhắc đến ta với các vị chưa? Lý Cảnh thoáng do dự nhưng vẫn đáp, chưa từng. Cung chủ chỉ dặn bọn ta phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Thấy ngươi như thấy nàng ta, những thứ khác, nàng ta không nhắc đến. Diệp Huyên bật cười, ta hiểu rồi. Lý Cảnh nhắc nhở, Lý trưởng lão, nếu không còn vấn đề gì khác, chúng ta có thể khởi hành tới núi Vạn Phong rồi. Diệp Huyên gật đầu, hắn đứng dậy, đi thôi. Chốc lát sau, Diệp Huyên dẫn mười mấy trưởng lão của Đạo Linh Cung rời khỏi đại điện. Núi Vạn Phong. Núi Vạn Phong là một nơi rất đặc biệt, mỗi năm. Người từ hạ giới xông lên sẽ luôn xuất hiện ở nơi này, bởi vì nơi đây là thông đạo duy nhất mà dị thế giới mở ra cho thế giới bên dưới. Muốn lên đây, chỉ có thể đi qua chỗ này. Trừ khi ngươi đã đạt tới vô cảnh. Ví dụ như Diệp Huyên và Ngôn Bạn Sơn, khi hai người này lên đây, họ làm rách luôn cả thời không. Nhờ có Lý Cảnh dẫn đường, Diệp Huyên và những người khác leo lên một đỉnh núi, từ đỉnh núi này nhìn xuống là các dãy núi nhỏ hơn. Lúc này đây, trên đỉnh núi đã có một vài người đợi sẵn. Diệp Huyên nhìn sang bên phải, nơi đó có mười mấy người, đi đầu là một ông già với mái tóc bạc phơ, ánh mắt sắc bén như gai, trên người tỏa ra khí thế vô cùng chèn ép. Bán bộ vô cảnh. Đúng lúc này, Lý Cảnh đột nhiên nói, Vạn Tinh Hàn của Vạn Đạo Tông là một lão già tính tình nóng như lửa, Diệp trưởng lão phải cẩn thận chút. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được rồi. Nói xong. Hắn nhìn sang bên khác, bên này cũng có mười mấy người, nhưng đi đầu lại là một nữ tử. Hắn biết nữ tử này. Người này chính là An Liên Vân. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Huyên, An Liên Vân cũng nhìn về phía hắn, nhưng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Ở bên cạnh, Lý Cảnh trầm giọng nói, đây là An cô nương, được xưng tụng là đệ nhất kiếm tu trong số những người chưa đạt tới vô cảnh ở dị thế giới, cũng là thiếu tông chủ của Phương Thốn Tông. Cha của nàng ta, An Bắc Thần, là cường giả vô cảnh. Tất nhiên, không bàn đến cha của nàng ta thì bản thân nàng ta cũng cực kỳ mạnh, không thể xem thường. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn nhìn xuống dãy núi phía dưới, nói qua về quy trình thu nhận người đi. Lý Cảnh đáp, nếu xem trọng người nào đó, Diệp trưởng lão có thể đưa ra một vài điều kiện hấp dẫn,
để người đó chủ động gia nhập. Diệp Huyên bật cười, nói như vậy, không chỉ có chúng ta chọn người, đối phương cũng đang lựa chọn chúng ta, đúng không? Lý Cảnh gật đầu, người có thể lên đây đều đủ tư cách làm vậy. Diệp Huyên khẽ gật đầu, việc tu luyện ở bên dưới vốn khó khăn hơn nơi này rất nhiều, ai có thể lên đây được chắc chắn là phần tử nổi bật trong số đó. Đúng lúc này, không gian ở phía đối diện cách họ không xa đột nhiên rung chuyển. Lúc này đây, Vạn Tinh Hàn của Vạn Đạo Tông ở bên cạnh bỗng lên tiếng, nếu người của Đạo Linh Cung đã đến, vậy thì mở thông đạo thôi. Nói xong, ông ta nhìn An Liên Vân ở phía xa, An cô nương, không thành vấn đề chứ. An Liên Vân lắc đầu, không có. Vạn Tinh Hàn khẽ gật đầu, vậy thì bắt đầu thôi. Ông ta không hề hỏi ý kiến Diệp Huyên. Thẳng thừng ngó lơ Diệp Huyên. Hình 1. Diệp Huyên nhìn Lý Cảnh ở bên cạnh, chúng ta và Vạn Đạo Tông có vẻ không hòa hợp nhỉ. Lý Cảnh gật đầu, đúng là không hòa hợp lắm, bởi vì lần trước chúng ta cướp người của họ, đã vậy không phải một người mà là 5 người. Lần trước họ chỉ tìm được 2 người, là lần ít nhất trong lịch sử. Diệp Huyên bật cười, ta hiểu rồi. Nói rồi hắn đứng dậy đi về phía An Liên Vân. Thấy cảnh tượng này, đám đông sững sờ. Tên này định làm gì đây? Diệp Huyên đi tới trước mặt An Liên Vân, hắn mỉm cười, An cô nương, lại gặp nhau rồi. An Liên Vân nhìn Diệp Huyên, ngươi là người của Đạo Linh Cung. Diệp Huyên gật đầu, Đạo Linh Cung cung chủ là tỷ tỷ của ta. An Liên Vân đang định nói gì đó, đúng lúc này, Vạn Tinh Hàn ở bên cạnh bỗng cười khẩy, hóa ra là nhờ vào quan hệ. Nói rồi, ông ta nhìn sang Lý Cảnh cách đó không xa, Lý Cảnh, lão phu thực sự thấy bất bình thay ngươi. Đường đường là cường giả bán bộ vô cảnh, thế mà ngươi chịu khuất phục một tên nhãi danh, đúng là không đáng. Chỉ bằng ngươi tới Vạn Đạo Tông của ta, chí ít, tài năng của ngươi sẽ không bị mai một. Lý Cảnh mỉm cười, Vạn lão đầu, chơi trò ly gián này, thú vị không? Vạn Tinh Hàn cười cười, không nói gì nữa. Diệp Huyên không ngó ngàng tới Vạn Tinh Hàn, hắn chuyển ghế của mình sang bên cạnh An Liên Vân rồi ngồi xuống, động tác của hắn khiến tất cả mọi người ở đó mờ mịt. Làm cái gì đây? Lý Cảnh và các cường giả của khác của Đạo Linh Cung cũng mờ mịt, hắn định làm gì vậy? An Liên Vân nhìn Diệp Huyên, làm gì thế? Diệp Huyên mỉm cười, có gì đâu, chỉ muốn nói chuyện cùng An cô nương thôi. An Liên Vân. Bấy giờ một trưởng lão Phương Thốn Tông ở bên cạnh An Liên Vân mới trầm giọng nói, các hạ, ngươi là người của Đạo Linh Cung, địa bàn của các ngươi ở bên kia. Nói xong, ông ta còn cố tình chỉ về phía Lý Cảnh và mấy người kia. Diệp Huyên bật cười, ta và An cô nương là bằng hữu. Trưởng lão của Phương Thốn Tông nhìn về phía An Liên Vân không nói gì. Diệp Huyên đột nhiên mỉm cười, An cô nương, ta có một thanh kiếm, mời xem thử. Nói rồi, hắn lấy kiếm Thanh Huyên ra, đưa tới trước mặt An Liên Vân. Khi thấy kiếm Thanh Huyên, đồng tử của An Liên Vân thoáng co lại, đây. Đây là kiếm gì thế? Diệp Huyên mỉm cười, kiếm này tên Thanh Huyên, là bội kiếm của ta. An Liên Vân nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi là kiếm tu sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. An Liên Vân do dự trong thoáng chốc rồi hỏi, ta có thể xem xét thanh kiếm này kỹ hơn không? Diệp Huyên bật cười, đương nhiên rồi. An Liên Vân khẽ gật đầu, đa tạ, nói xong nàng ta cầm kiếm Thanh Huyên lên, thân sắc dần trở nên nghiêm trọng, hiển nhiên vì đã cảm nhận được điểm phi phàm của kiếm Thanh Huyên này. Ở bên cạnh, Vạn Tinh Hàn lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt không mấy thiện chí. Chốc lát sau, An Liên Vân nhìn về phía Diệp Huyên, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, Diệp công tử, kiếm này do ai chế tạo thế? Diệp Huyên mỉm cười đáp lời, muội muội của ta. An Liên Vân thoáng sững người, lệnh muội. Diệp Huyên gật đầu khẳng định, đúng vậy. An Liên Vân nhìn Diệp Huyên, thanh kiếm này rất đặc biệt, e rằng tìm khắp dị thế giới cũng không có nổi thanh kiếm thứ hai bì được cùng nó. Diệp Huyên bật cười, Liên Vân, ta vẫn còn một vài thanh kiếm khác, đợi khi chiêu nạp nhân tài xong, chúng ta thảo luận riêng về kiếm đạo được không? An Liên Vân do dự trong chốc lát nhưng vẫn đáp, được. Nghe thấy câu nói của An Liên Vân, trưởng lão Phương Thốn Tông ở bên cạnh không khỏi nhíu mày, người này liếc mắt nhìn Diệp Huyên với vẻ đề phòng. Mẹ kiếp,
Cậu thiếu niên này lắm trò gớm nhỉ, hắn muốn làm gì đây? Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Liên Vân, lần này có bao nhiêu thiên tài sẽ lao lên? An Liên Vân liếc mắt nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, người cứ gọi ta là An cô nương đi. Diệp Huyên gật đầu, được thôi, Liên Vân. An Liên Vân nghe thấy thế mà biểu cảm cứng đờ. Bên cạnh An Liên Vân, trưởng lão Phương Thốn Tông kia nhìn thấy mà trợn mắt há miệng, mẹ kiếp, da mặt dày đến mức ấy sao? Người ta đã bảo ngươi hãy gọi An cô nương đi, ngươi còn cố tình Liên Vân này Liên Vân nọ. Mẹ kiếp, thân với ngươi lắm sao? Diệp Huyên lại đột ngột hỏi tiếp, Liên Vân, lần này có bao nhiêu thiên tài sẽ lên đây? An Liên Vân liếc mắt nhìn Diệp Huyên, có 20 người. Diệp Huyên gật đầu, được, Phương Thốn Tông của cô lấy 10 người, Đạo Linh Cung của ta lấy 10 người, hoàn hảo. An Liên Vân. Đúng lúc này, Vạn Tinh Hàn ở bên cạnh bật cười ha hả, đúng là nực cười, Đạo Linh Cung của ngươi định để cho Vạn Đạo Tông của ta không chiêu mộ được người nào sao? Diệp Huyên đảo mắt nhìn Vạn Tinh Hàn, cười bảo ông có vấn đề gì sao? Vạn Đạo Tinh nhìn Diệp Huyên, không có vấn đề gì đâu, chẳng có vấn đề gì hết. Ngươi tên là Diệp Huyên đúng không, ta sẽ xem thử xem ngươi làm thế nào mà khiến Vạn Đạo Tông ta không thu nhận nổi một người. Hình 1. Diệp Huyên bật cười, thế này thì sao nhỉ, chúng ta để An cô nương thu nhận trước, đợi nàng ấy nhận xong 10 người rồi chúng ta mới bắt đầu, ông cảm thấy ổn chứ? Nghe vậy, Vạn Tinh Hàn nhíu mày. Mà An Liên Vân ở bên cạnh không khỏi nhìn về phía Diệp Huyên, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Trưởng lão của Phương Thốn Tông ở bên cạnh nàng cũng thoáng sững sờ vì không ngờ Diệp Huyên sẽ đề nghị Phương Thốn Tông thu nhận trước. Như thế chẳng phải Phương Thốn Tông ngồi không cũng hưởng lợi sao? Nếu 10 người trước đó mà Đạo Linh Cung và Vạn Đạo Tông không tranh giành thì Phương Thốn Tông hưởng chọn rồi còn gì? Trưởng lão liếc mắt nhìn Diệp Huyên, lúc này đây, ông ta đột nhiên thấy Diệp Huyên vừa mắt hơn rất nhiều. Đối diện với Diệp Huyên, sắc mặt Vạn Tinh Hàn hết sức khó coi. Nếu ông ta đồng ý, khác nào để Phương Thốn Tông hưởng lợi? Nếu ông ta không đồng ý, đồng nghĩa với đắc tội Phương Thốn Tông rồi. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Vạn Tinh Hàn nheo lại, lúc này ông ta mới nhận ra, hình như ông ta bị tên khốn nạn này lừa rồi. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Vạn Tinh Hàn đột nhiên bật cười, Diệp công tử, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Diệp Huyên đang định nói gì đó thì Vạn Tinh Hàn đột ngột hỏi, người đến để chiêu mộ nhân tài, hay là đến để tán gái? Đám đông. Chấm chấm chấm. Đến tuyển người hay đến tán gái thế hả? Câu nói đó vừa được thốt ra thì không khí tại đó liền trở nên kỳ lạ. Thần sắc An Liên Vân có chút khác thường. Mấy người Lý Cảnh ở bên cạnh cũng có biểu cảm khác lạ, thật ra bọn họ không hiểu gì về Diệp Huyên cả. Có điều vì A Đạo Linh nên bọn họ vẫn tôn trọng Diệp Huyên. Vì bọn họ tin tưởng A Đạo Linh. Nhưng bọn họ không ngờ Diệp Huyên lại muốn nhường 10 thiên tài cho Phương Thốn Tông. Nếu nhường 10 vị trí cho Phương Thốn Tông thì có nghĩa là Đạo Linh Cung phải tranh 10 vị trí khác với Vạn Đạo Tông, cũng tức là có thể đến cuối cùng Đạo Linh Cung chỉ có được 5 thiên tài, hoặc thậm chí là ít hơn nữa. Giống như những gì Vạn Tinh Hàn nói. Rốt cuộc tên này đến để tuyển người hay là đến để tán gái đây? Chính vào lúc đó, đột nhiên Diệp Huyên mỉm cười, nói ta bằng lòng nhường 10 vị trí cho cô nương Liên Vân, còn về phần Vạn Đạo Tông ngươi có nhường hay không thì đó là chuyện của các ngươi. Vạn Tinh Hàn nghe thấy lời của Diệp Huyên từ phía xa thì nheo hai mắt lại, có một sự buốt lạnh thoáng qua từ tận sâu trong đáy mắt. Diệp Huyên lại đá trái bóng qua cho ông ta, vẫn là vấn đề đó. Không nhường thì nhất định sẽ đắc tội với Phương Thốn Tông nhưng nếu nhường thì có nghĩa là Vạn Đạo Tông phải tranh 10 vị trí với Đạo Linh Cung, vậy thì lỗ quá. Làm sao đây? Vạn Tinh Hàn bỗng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. An Liên Vân ở bên cạnh Diệp Huyên hạ giọng nói, ngươi làm vậy thì làm sao ăn nói với tỷ ngươi, cung chủ A Đạo Linh. Diệp Huyên mỉm cười, nói cô đang lo lắng cho ta đấy sao? An Liên Vân đơ mặt ra. Chính vào lúc đó, thời không phía xa bỗng dưng tách rời, một người đàn ông bước vào ngay sau đó. Người đàn ông đó vừa xuất hiện thì ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía người đó. Cảnh giới vô đạo đỉnh. Hơn nữa, khí tức dồi dào, vừa nhìn là đã biết không khoa trương chút nào, quan trọng nhất là tuổi tác của người này không lớn,
cũng tức là sau này sẽ có thành tựu cao. Bỗng dưng vẻ mặt của tất cả mọi người ở đó đều trở nên nóng rực. Bao gồm cả bọn Lý Cảnh ở đằng sau Diệp Huyên. Trong thế giới lạ này, thứ gì là quan trọng nhất? Cao thủ vô cảnh. Ngoài vô cảnh ra thì sao? Đương nhiên là yêu nghiệt và thiên tài, nói một cách đơn giản tức là nhân tài. Mỗi một thế lực siêu cấp nếu muốn thịnh vượng dài lâu thì nhất định phải có dòng máu mới gia nhập. Sau khi người đàn ông đó xuất hiện, ông ta nhìn quanh bốn phía với ánh mắt cảnh giác. Lúc này, một ông già xuất hiện trước mặt ông ta, ông già hạ giọng nói với ông ta mấy câu, một lúc sau, người đàn ông đó nhìn qua đám người Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn sang An Liên Vân, mỉm cười, nói, còn không chịu nhận sao. An Liên Vân do dự một lát rồi quay đầu nhìn sang ông già bên cạnh, nói, An Thúc. An Thúc đó nhìn sang Diệp Huyên, sau đó thì xuất hiện ngay trước mặt người đàn ông đó, nhỏ tiếng trao đổi với ông ta. Vạn Tinh Hàn đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó thì định hành động, lúc này, An Thúc đó bỗng nhìn sang Vạn Tinh Hàn, ông ta chỉ nhìn và không nói gì. Vẻ mặt của Vạn Tinh Hàn bỗng trở nên khó coi. Ý của đối phương đã rất rõ ràng. Đạo Linh Cung của người ta đã nể mặt rồi, nếu như Vạn Đạo Cung không nể mặt thì chắc là muốn hai bên trở mặt rồi. Vạn Tinh Hàn do dự. Lúc này, ông già bên cạnh ông ta nhỏ tiếng nói, Đại trưởng lão, Đạo Linh Cung đang muốn lôi kéo Phương Thốn Tông. Vạn Tinh Hàn liếc nhìn Diệp Huyên ở phía xa, ánh mắt càng lạnh lùng hơn, cuối cùng, ông ta vẫn chọn cách không giành người. Thế là, Phương Thốn Tông thuận lợi thu nhận người đàn ông đó. Hình 1. Sau khi thu nhận người đàn ông đó, An Thúc liền nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, ông ta chắp tay nhìn sang Diệp Huyên và Vạn Tinh Hàn, nói, đa tạ, đa tạ. Diệp Huyên mỉm cười đáp, đều là người nhà cả, khách sáo gì chứ? An Thúc nhìn sang Diệp Huyên, mặc dù khuôn mặt vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng thì vẫn giữ sự cảnh giác. Có thể tên này đang có ý đồ với An Liên Vân. Mặt khác, vẻ mặt của Vạn Tinh Hàn thật sự khó coi đến tột độ. Ông ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm với ánh mắt sắc như kiếm, như thể muốn băm nát Diệp Huyên. Diệp Huyên chẳng thèm để ý đến ông ta. Lúc này, Lý Cảnh ở bên cạnh Diệp Huyên hạ giọng nói, Diệp trưởng lão, người thật sự muốn nhường 10 người cho Phương Thốn Tông sao? Diệp Huyên gật đầu. Lý Cảnh cười đau khổ, nói, Diệp trưởng lão, những người này có liên quan đến thực lực tương lai của Đạo Linh Cung chúng ta. Diệp Huyên mỉm cười. Nói, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Lý Cảnh muốn nói nhưng rồi lại thôi, lúc này, một ông già ở sau lưng hạ giọng nói, Diệp trưởng lão, ta chỉ sợ người không chịu trách nhiệm nổi thôi. Diệp Huyên nhìn sang ông già đang lên tiếng, nói có vấn đề gì sao? Ông già hạ giọng nói, Diệp trưởng lão, những người này đều là những nhân tài thật sự, chỉ cần có đủ tài nguyên thì sau này bọn họ sẽ có thể đạt đến bán bộ vô cảnh. Nếu như vô cảnh không ra tay thì bán bộ vô cảnh sẽ quyết định vận mệnh của một thế lực. Người nhường đi 10 người có nghĩa là có khả năng sau này chúng ta sẽ ít hơn người ta đến mấy người bán bộ vô cảnh. Chuyện này đối với Đạo Linh Cung chúng ta mà nói là sự thua thiệt vô cùng lớn. Ông ta vừa nói vừa chắp tay, ta không có ý bất kính với Diệp trưởng lão, chỉ là thảo luận mà thôi. Diệp Huyên gật đầu, mỉm cười, nói, nên xưng hô sao với trưởng lão đây? Ông già nhìn sang Diệp Huyên, nói, Mạc Sơn. Diệp Huyên mỉm cười, nói, trưởng lão Mạc Sơn, ông tin tưởng Linh Tỷ không? Mạc Sơn hạ giọng nói, đương nhiên rồi. Diệp Huyên mỉm cười, nói, tỷ ấy tin ta. Mạc Sơn hơi ngây ra, sau đó chắp tay, nói, ta đã hiểu rồi. Diệp Huyên gật đầu, nhìn về bầu trời phía xa, thời không ở đó lại tách rời, tiếp ngay đó, lại có một người nữa bước ra. An Thúc của Phương Thốn Tông thấy vậy thì vội vã chạy qua. Vạn Tinh Hàn ở bên cạnh thấy vậy thì vẻ mặt càng trở nên khó coi hơn. Diệp Huyên thì chỉ cười mà không nói gì. Rất nhanh sau đó, An Thúc đã thuận lợi thu nhận được người đó, tiếp đó lại xuất hiện thêm một số nhân tài nữa, không thể không thừa nhận rằng họ đều là những người thật sự rất ưu tú. Những người xuất hiện thấp nhất cũng đều ở cảnh giới vô đạo. Cảnh giới vô đạo của những người này là vô đạo đích thực, đối với ba thế lực lớn mà nói thì họ là những hạt giống tốt nhất, vì chỉ cần cho họ đủ tài nguyên tu luyện thì họ sẽ có thể tạo ra được niềm vui bất ngờ cho bạn.
mấy người Vạn Đạo Tông và Đạo Linh Tông nhìn thấy mấy thiên tài đó nối tiếp nhau bị Phương Thốn Tông thu nhận thì ai nấy cũng nóng mắt. Nhưng người lãnh đạo là Diệp Huyên thì lại rất bình tĩnh, không chỉ có vậy, mỗi khi Phương Thốn Tông thu nhận một người thì hắn còn đứng dậy chúc mừng, nụ cười đó thật sự rất chân thành, cứ như hắn là người của Phương Thốn Tông. Vẻ mặt của Vạn Tinh Hàn cũng bình thản trở lại, không chỉ có vậy, ông ta cũng giống như Diệp Huyên, bắt đầu chúc mừng Phương Thốn Tông. Cứ như vậy không bao lâu thì Phương Thốn Tông đã thu nhận đủ 10 thiên tài siêu cấp. Không khí tại đó bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Vì mọi người đều biết kịch hay đã bắt đầu rồi. Lúc này, bầu trời phía xa lại có một người đàn ông nữa bước ra. Lại là một thiên tài siêu cấp. Giống như trước đó, người này cũng là cảnh giới vô đạo. An Thúc ở bên cạnh nheo mắt, không biết là đang nghĩ gì. Lúc này, An Liên Vân đột nhiên lên tiếng, đủ rồi. Đủ rồi. An Thúc nghe thấy thì do dự một lúc, sau đó cười gượng và nói, rõ. Thật ra ông ta cũng biết bây giờ Phương Thốn Tông đã kiếm đủ rồi, nếu như còn tham nữa thì sẽ có chuyện, Vạn Đạo Tông và Đạo Linh Cung đâu phải là đồ ngốc. Ở phía xa, Vạn Tinh Hàn đột nhiên xuất hiện trước mặt người đàn ông đó, ông ta mỉm cười, nói ta là trưởng lão của Vạn Đạo Tông, người có bằng lòng gia nhập Vạn Đạo Tông ta không? Người đàn ông đang định nói thì Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên chỉ ra, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi xuống trước mặt người đàn ông, hắn mỉm cười, nói chút tâm ý nhỏ. Vui lòng nhận cho. Người đàn ông liếc nhìn, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, không ngờ bên trong nhẫn chứa đồ có 1 tỷ viên tinh thạch thần cấp. 1 tỷ viên đấy. Mặc dù loại tinh thạch thần cấp này không có ý nghĩa gì với cao thủ vô cảnh nhưng đối với các cao thủ dưới cảnh giới vô cảnh thì lại có lợi ích rất lớn. Vạn Tinh Hàn đứng bên cạnh cười khẩy, nói, đó ai tiền nhiều hả? Ông ta vừa nói vừa vung tay. Một chiếc nhẫn chứa đồ liền xuất hiện trước mặt người đàn ông đó, bên trong nhẫn có tới 20 tỷ tinh thạch thần cấp. Đối với Vạn Đạo Cung mà nói, tinh thạch thần vô lượng rất ít nhưng mấy loại tinh thạch thần cấp thì thật sự rất nhiều. Chính vào lúc đó, Diệp Huyên đột nhiên mỉm cười, chỉ ngón tay ra, một luồng sáng trắng chạy vào trán của người đàn ông. Cơ thể người đàn ông hơi run lên, một lúc sau, ông ta đột nhiên mở hai mắt ra, cơ thể vẫn còn run. Vạn Tinh Hàn hơi chau mày, đang định nói gì đó thì người đàn ông liền đến thẳng trước mặt Diệp Huyên, hành lễ, nói ta bằng lòng gia nhập tông môn của các hạ. Tất cả mọi người đều ngây ra. Diệp Huyên đã cho đối phương thứ gì? Diệp Huyên mỉm cười, nói, ngươi tên gì? Người đàn ông nói, Các Vân Thanh. Diệp Huyên gật đầu, nói, đứng ra phía sau ta đi. Các Vân Thanh vội cung kính đi về phía sau Diệp Huyên. Mọi người nhìn thấy cảnh đó thì đều ngây ra. Vạn Tinh Hàn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, cứ như muốn nhìn thấu Diệp Huyên. Tất cả mọi người đều thắc mắc rốt cuộc Diệp Huyên đã cho Các Vân Thanh thứ gì mà lại khiến Các Vân Thanh háo hức lựa chọn Đạo Linh Cung đến vậy. Diệp Huyên liếc nhìn mọi người, lắc đầu và mỉm cười. Thật ra hắn hiểu rất rõ tâm tư của mấy tên cảnh giới vô đạo này, bọn họ có quan tâm đến tài nguyên không? Nhất định là có. Nhưng thứ mà bọn họ để tâm hơn là làm sao đạt đến vô cảnh. Thứ mà hắn cho Các Vân Thanh là truyền thừa vô cảnh của A Đạo Linh, có điều, hắn không cho hết toàn bộ mà chỉ cho một nửa, vậy là đã đủ rồi. Truyền thừa vô cảnh đấy. Cảnh giới vô đạo sẽ phát điện vì nó. Vạn Đạo Tông cũng có cao thủ vô cảnh nhưng nhất định cao thủ của đối phương sẽ không tùy tiện truyền lại loại truyền thừa vô cảnh đó. Phải biết rằng, A Đạo Linh Diệp chỉ truyền cho hắn và Ngôn Bản Sơn mà thôi. Chính vào lúc đó, thời không phía xa lại tách rời, một thanh niên áo đen liền bước ra, ông ta vừa mới bước ra thì Diệp Huyên liền chỉ ngón tay, một luồng sáng trắng chạy vào trán thanh niên áo đen đó. Một lúc sau, trong mắt người đàn ông áo đen đột nhiên co lại, ông ta đi thẳng về phía Diệp Huyên, lúc này, Vạn Tinh Hàn liền vội vã xuất hiện trước mặt người đàn ông áo đen, xòe bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt người đàn ông áo đen, bên trong chiếc nhẫn có tới 3 tỷ tinh thạch thiên cấp. Vạn Tinh Hàn nhìn thanh niên áo đen, nói, gia nhập Vạn Đạo Tông của ta thì những thứ này đều là của ngươi. Thanh niên áo đen nhìn Vạn Tinh Hàn như nhìn một tên ngốc, sau đó thì đi thẳng về phía Diệp Huyên. Vạn Tinh Hàn thấy vậy thì vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, bỗng dưng, ông ta quay đầu nhìn sang Diệp Huyên, nói, ngươi chơi bẩn.
Diệp Huyên ngây ra, sau đó mỉm cười, nói, có phải ngươi không chấp nhận được thất bại? Vạn Tinh Hàn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nói, ta khiêu chiến ngươi. Hình 1. Diệp Huyên hạ giọng, ta mới là cảnh giới vô đạo, không ngờ một bán bộ vô cảnh như ngươi mà lại đi khiêu chiến với một vô đạo cảnh, ngươi có biết xấu hổ không? Người ngoài nhìn vào thì cảnh giới hiện tại của hắn là vô đạo cảnh, vì hắn đã giấu đi cảnh giới thật của mình. Vạn Tinh Hàn lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi thiệt, ta sẽ tự giảm cảnh giới của mình để đánh nhau với ngươi, ngươi có dám không? Tự hạ cảnh giới. Nghe thấy lời của Vạn Tinh Hàn, Lý Cảnh bên cạnh Diệp Huyên lập tức đứng ra, ông ta nhìn Vạn Tinh Hàn, Vạn lão đầu, Vạn đạo tông ngươi có phải không muốn nhận thua không? Vạn Tinh Hàn giống giận, Lý Cảnh, ngươi im miệng cho lão phu. Đạo Linh Cung ngươi rõ ràng là đang gian dối. Gian dối. Lý Cảnh cười lạnh, ta thấy là ngươi không muốn nhận thua thôi. Nói rồi, tay phải ông ta dần nắm chặt lại. Còn Vạn Tinh Hàn kia cũng không chịu yếu thế, một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ trong thân thể ông ta. Thoáng chốc, hai bên đều dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, Diệp Huyên bỗng cười nói, Vạn trưởng lão, ngươi nói Đạo Linh Cung ta gian dối, ngươi có chứng cứ không? Vạn Tinh Hàn nhìn Diệp Huyên, lão phu không cần chứng cứ. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói như vậy, ngươi là muốn nhận định Đạo Linh Cung ta rồi. Vạn Tinh Đạo lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ngươi đừng có bày vẽ làm màu với lão phu không vào trong ngươi đâu. Ở bên kia, An Thúc kia liếc nhìn Diệp Huyên. Sau đó nói, Liên Vân, tên này bày vẽ làm màu, hơn nữa, hắn cố ý tiếp cận ngươi, chắc chắn mục đích không đơn thuần, ngươi phải cẩn thận. An Liên Vân. Ở phía xa, Vạn Tinh Hàn kia lại nói, Diệp trưởng lão, trước tiên chúng ta không nói đến chuyện này, lão phu tự hạ cảnh giới thách đấu với ngươi, ngươi có dám nhận không? Diệp Huyên đang định nói thì Lý Cảnh lại nói, ta nhận. Vạn Tinh Hàn nhìn Diệp Huyên, như vậy thế nào? Lão phu tự mình hạ cảnh giới đến vô hồn cảnh, thấp hơn ngươi một cảnh giới, ngươi có dám không? Diệp Huyên đang định nói thì Lý Cảnh ở bên cạnh vội nói, Diệp trưởng lão, tuyệt đối không thể đồng ý, người này tuy tự hạ cảnh giới, nhưng ý thức chiến đấu của hắn lại là bán bộ vô cảnh. Hơn nữa, hắn rõ ràng là muốn giết người, nếu người đồng ý. Diệp Huyên đột nhiên lớn tiếng nói, đương nhiên ta không thể đồng ý. Hắn là bán bộ vô cảnh. Ta mới là vô đạo cảnh, sao ta có thể đồng ý hắn chứ? Ta là không ngốc. Nghe vậy, vẻ mặt Lý Cảnh cứng đờ, nhưng trong lòng ông ta lại thở phào, tên này tuy trông không đáng tin gì, nhưng đầu óc thì vẫn hoạt động. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, sắc mặt Vạn Tinh Hàn ở phía xa lập tức u ám, sao ngươi lại vô lý như vậy? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ngươi là bán bộ vô cảnh đấy. Ngươi lại đi thách đấu với một vô đạo cảnh như ta, ngươi không ngại sao? Vạn Tinh Hàn tức giận nói, lão phu đã nói, tự hạ hai cảnh giới, thấp hơn ngươi một cảnh giới, ngươi còn dám không? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ngươi có bản lĩnh thì tự hạ đến vô tâm cảnh đi. Vô tâm cảnh. Lời này vừa thốt ra, vẻ mặt mọi người trong sân đều trở nên kỳ lạ. Lời này cũng quá sỉ nhục rồi. Thật ra, tự hạ xuống hai cảnh giới đã đủ rồi. Còn tự hạ xuống tâm vô cảnh, như vậy thì hơi quá đáng rồi. Ngay lúc này, Vạn Tinh Hàn kia đột nhiên nói, lão phu tự hạ xuống vô tâm cảnh. Mọi người đều nhìn Vạn Tinh Hàn, lão đầu này rõ ràng đã bị chọc tức đến đầu óc không còn bình thường rồi. Bên cạnh Võ Tinh Hàn, một ông lão của Vạn Đạo Tông do dự chốc lát, sau đó nói, đại trưởng lão, người tự hạ đến vô tâm cảnh, như vậy quá nguy hiểm rồi. Vẻ mặt Vạn Tinh Hàn vô cảm, người cảm thấy tên này là tự mình tu luyện đến vô đạo cảnh sao? Ông lão kia liếc nhìn Diệp Huyên, ông ta do dự chốc lát rồi nói, không giống. Diệp Huyên này làm vẻ ra màu, vừa nhìn là dùng vật ngoài thân luyện đến vô đạo cảnh. Vạn Tinh Hàn bỗng nói, Diệp trưởng lão, tỉ thí như vậy, cũng không có ý nghĩa gì. Như vậy thì sao, chúng ta thêm chút tiền cược. Tăng tiền cược. Diệp Huyên cười nói, tiền cược gì? Vạn Tinh Hàn nhìn Diệp Huyên, nếu ai thua, thì rời khỏi buổi tuyển người hôm nay, người thấy thế nào? Nghe vậy, mấy người Lý Cảnh bên cạnh Diệp Huyên lập tức biến sắc, Lý Cảnh lập tức nói, không được. Tuyệt đối không được. Ở phía xa,
Vạn Tinh Hàn cười nói, Diệp trưởng lão, rốt cuộc là ngươi làm chủ, hay là Lý Cảnh trưởng lão làm chủ vậy? Lý Cảnh thấp giọng nói, Vạn lão đầu, đừng có ở đây chơi trò khiêu khích ly gián rẻ tiền như vậy. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, Diệp trưởng lão, chuyện này liên quan đến tương lai đạo linh cung ta, tuyệt đối không thể sơ suất. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, hắn đã tự mình hạ đến vô tâm cảnh rồi, nếu ta còn không đồng ý thì người ngoài sẽ nhìn ta thế nào? Vẻ mặt Lý Cảnh cứng đờ. Diệp Huyên nhìn Vạn Tinh Hàn, cười nói, Vạn trưởng lão, điều kiện này của ngươi, ta đồng ý. Đồng ý. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt các cao thủ đạo linh cung như Lý Cảnh đều nặng nề. Ở bên kia, An Thúc lắc đầu, tên này, vẫn còn quá non nớt. Vạn Tinh Hàn tuy rằng tính khí nóng nảy, nhưng không có nghĩa không biết suy nghĩ, nếu ông ta đã tự mình hạ đến vô tâm cảnh, có nghĩa ông ta nắm chắc tuyệt đối, còn tên này. Nói rồi, ông ta lại lắc đầu, đúng là kẻ lỗ mãng. An Liên Vân nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên nói, Vạn trưởng lão, chúng ta dừng đúng lúc, hay là... Hình 1. Vạn Tinh Hàn lạnh nhạt nói, nếu đã giao đấu, chắc chắn là có thương có chết, đây chẳng qua là chuyện bình thường, ngươi nói xem. Diệp Huyên gật đầu, hắn quay đầu nhìn mấy người Lý Cảnh của Đạo Linh Cung, nhớ rõ, nếu ta chết. Đạo Linh Cung tuyệt đối không được báo thù, Đạo Linh Cung ta chịu thua được. Nói rồi, hắn nhìn Vạn Tinh Hàn. Vạn Tinh Hàn cười nhạt nói, Vạn Đạo Cung nghe rõ, nếu ta chết, các người tuyệt đối không được báo thù. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, được rồi chứ. Diệp Huyên gật đầu, có thể bắt đầu rồi chứ. Vạn Tinh Hàn mở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đè xuống, ngay sau đó, cảnh giới của ông ta lập tức bị ông ta trấn áp đến vô tâm cảnh. Vạn Tinh Hàn nhìn mọi người trong sân, các vị, ta không hề lừa dối hắn. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên, bắt đầu đi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên đã xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn Vạn Tinh Hàn, ta ra kiếm rồi. Ánh mắt Vạn Tinh Hàn chợt lóe lên sát ý, đến đi. Ông ta đã tính toán xong, chỉ cần Diệp Huyên ra tay, ông ta lập tức sẽ ra một chiêu đoạt mạng. Ông ta đã khó chịu cái tên làm màu da vẻ này từ lâu rồi. Diệp Huyên thấp giọng nói, Vạn trưởng lão, một kiếm này, uy lực rất mạnh, người phải cẩn thận chút đấy. Vạn Tinh Hàn giống giận, người rông dài nhiều vậy làm gì? Ngươi! Ngay lúc này, âm thanh Vạn Tinh Hàn đột nhiên dừng lại, bởi vì trên đầu ông ta đã bị một thanh kiếm đâm vào. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Chuyện gì vậy? Ngay sau đó, mọi người đều nhìn sang tay phải Diệp Huyên, lúc này, kiếm trong tay hắn đã không thấy đâu. Diệp Huyên giết rồi. Thấy vậy, mọi người trong sân đều hóa đá. Thiếu niên này đã diệt gọn Vạn Tinh Hàn. Bản thân Vạn Tinh Hàn cũng ngây người. Bởi vì ông ta cũng không phản ứng kịp, thì bản thân đã bị một kiếm đâm vào đầu rồi. Đây là chuyện gì chứ? Ngay lúc này, An Liên Vân ở phía xa kia đột nhiên chậm chậm đứng lên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, Vô Cảnh. Giọng nó khẽ run rẩy. Vô Cảnh. Lời này vừa nói ra, mọi người trong sân đều hóa đá tại chỗ. Vô Cảnh. Mọi người đều nhìn Diệp Huyên, thiếu niên này là Vô Cảnh. Lúc này mọi người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Các cao thủ đạo linh cung kia lúc này cũng rất kinh ngạc. Vô Cảnh. Diệp trưởng lão này lại là đại lão Vô Cảnh. Lúc này, An Liên Vân kia đột nhiên nói, ngươi là Vô Cảnh, đúng không? Diệp Huyên nhìn An Liên Vân, cười nói, đúng. Vô Cảnh. Nghe thấy Diệp Huyên thừa nhận, không khí trong sân đột nhiên trở nên nặng nề. Cao thủ Vô Cảnh đấy. Ở dị giới này, chính là sự tồn tại cao nhất. Diệp Huyên này là người nơi nào, từ khi nào dị giới lại có thể một vị Vô Cảnh chứ? Hơn nữa, còn trẻ như vậy. Đầu óc mọi người đầy nghi hoặc. Lúc này, Vạn Tinh Hàn kia bỗng run giọng nói, ngươi, ngươi là Vô Cảnh, vậy ngươi càn bảo ta tự hạ cảnh giới, ngươi, ngươi thật sự không phải người. Vừa dứt lời, ông ta hoàn toàn biến mất. Trực tiếp bị xóa bỏ. Trong sân, vẻ mặt mọi người trở nên kỳ lạ. Tên này là Vô Cảnh, còn bảo một người bán bộ Vô Cảnh tạ hạ cảnh giới. Như vậy đúng thật là không đáng làm người.
Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên quay về tay hắn, hắn nhìn các cao thủ vạn đạo cung, sắc mặt các cao thủ vạn đạo cung kia cũng thay đổi. Diệp Huyên cười nói, các ngươi cũng nhìn thấy rồi, là vạn trưởng lão các ngươi tự mình thách đấu ta, hơn nữa, ông ta còn nói, vạn đạo tông không được báo thù, các ngươi không có vấn đề gì chứ. Các cao thủ vạn đạo tông không dám nói gì. Đây là cao thủ vô cảnh đấy, chắc chắn không phải là người bọn họ đấu lại được. Diệp Huyên cười nói, nếu đã không có vấn đề thì tiếp tục tuyển người. Vừa dứt lời, hắn vung tay áo, thời không chân trời phía xa bỗng nứt ra, sau đó, lại có một thiên tài đi ra. Diệp Huyên nhìn Lý Cảnh bên cạnh, Lý Cảnh vội qua tuyển người. Mà ở bên kia, sắc mặt các cao thủ vạn đạo cung vô cùng khó coi, bọn họ không dám nói, lại càng không dám đi tuyển người. Ở phía xa, An Thúc ở bên cạnh An Liên Vân kia thấp giọng nói, thiếu niên này không tệ, Liên Vân, ngươi phải qua lại nhiều một chút. An Liên Vân quay đầu nhìn An Thúc. Không lâu sau, Đạo Linh Cung đã thu hết thiên tài còn lại vào trong túi. Mấy người Lý Cảnh đều cười tươi như hoa. Mà bọn họ đối với Diệp Huyên, cũng càng kính trọng hơn. Diệp Huyên nhìn An Liên Vân, cười nói, Liên Vân, tuyển người đã kết thúc rồi. Hôm khác ta lại đến nhà thăm hỏi. An Liên Vân khẽ gật đầu, được. Diệp Huyên khẽ cười, muốn đưa các cao thủ Đạo Linh Cung rời đi, thì lúc này, một uy lực vô hình bỗng xuất hiện trên trời, sau đó, bầu trời lập tức nứt ra, tiếp đó, một người đàn ông trung niên đi ra. Nhìn thấy người đến, vẻ mặt các cao thủ vạn đạo tông lập tức nhẹ nhõm. Người trước mắt này, chính là tông chủ vạn đạo tông, vạn đạo minh. Sau khi vạn đạo minh xuất hiện, không khí trong sân lại trở nên căng thẳng. An Thúc ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, chuyện này, phức tạp rồi. An Liên Vân nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Sau khi vạn đạo minh xuất hiện, ánh mắt ông ta lập tức nhìn thẳng Diệp Huyên, không thể ngờ, Đạo Linh Cung lại xuất hiện một vị vô cảnh. Lý Cảnh ở bên cạnh Diệp Huyên thấp giọng nói, tông chủ vạn đạo tông, vạn đạo minh. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn nhìn vạn đạo minh, cười nói, vạn tông chủ, tất cả mọi chuyện đều là ý của tỷ tỷ ta A Đạo Linh, nếu vạn tông chủ có gì bất mãn, có thể trực tiếp tìm tỷ tỷ ta A Đạo Linh. Người đến tìm ta, thì có hơi ỷ lớn hiếp nhỏ rồi. Mọi người. Vạn Đạo Minh nhìn Diệp Huyên, người giết đại. Hình 1. Trưởng lão vạn đạo tông ta chẳng lẽ không phải ý lớn hiếp nhỏ. Diệp Huyên cười nói, là hắn thách đấu ta trước, tự mình hạ đến vô tâm cảnh, cũng là ý của bản thân hắn. Trước giờ ta chưa từng nói muốn thách đấu với hắn, là hắn vẫn luôn tìm ta thách đấu. Mọi người cũng có thể làm chứng. Mọi người. Quá vô sỉ, trong sân, không biết ai đột nhiên thốt ra câu này. Vô sỉ. Không thể không nói, mọi người ở đây đều kinh ngạc. Đây là đại lão vô cảnh. Sao lại không biết xấu hổ như vậy? Vạn Đạo Minh nhìn Diệp Huyên, nhất thời không biết nên nói lời gì. Cái tên này đạt đến vô cảnh như thế nào vậy? Sao không hề có khí phách của một vị đại lão vô cảnh? Lúc này, Diệp Huyên dứt khoát dẫn mọi người rời đi. Vạn Đạo Minh đột nhiên nói, Diệp trưởng lão. Diệp Huyên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía Vạn Đạo Minh, Vạn Đạo Minh cười nói, tỉ thí một trận không? Tỉ thí. Nghe vậy, sắc mặt của các cao thủ Vạn Đạo Tông và Đạo Linh Cung ở nơi này đều thay đổi dữ dội. Phải biết, mặc dù trước giờ ba thế lực lớn vẫn thường có xung đột, nhưng đều chưa đến mức cao thủ vô cảnh đại chiến. Mà bây giờ, Vạn Đạo Minh lại khiêu chiến với Diệp Huyên. Điều này mang ý nghĩa, hai bên đều có thể đổ máu. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên sẽ chấp nhận sao? Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Huyên mỉm cười, vậy thì tỉ thí một trận đi. Thật ra, sau khi đạt đến vô cảnh, hắn cũng muốn có thêm hiểu biết về sức chiến đấu của cao thủ vô cảnh. Vạn Đạo Minh khẽ gật đầu. Ông ta mở lòng bàn tay ra, sau đó khẽ quét ngang, trong chốc lát, thời không trước mặt ông ta và Diệp Huyên biến ảo khôn lường. Thoáng chốc, Diệp Huyên và Vạn Đạo Minh đã tiến vào một vùng thời không thần bí. Hai người đều là vô cảnh, nếu như đánh ở dị thế giới, vậy sẽ khiến dị thế giới sụp đổ. Vạn Đạo Minh nhìn Diệp Huyên, ta chưa từng đấu với kiếm tu vô cảnh. Vừa dứt lời, ông ta giơ tay phải ra,
Ngay sau đó, tay phải ông ta trực tiếp bốc cháy, trong khoảnh khắc, toàn bộ cánh tay ông ta biến thành một cánh tay lửa. Nơi xa, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó, kiếm Thanh Huyên đột nhiên biến mất. Vèo! Trong nháy mắt một sợi kiếm quang chém đến trước mặt Vạn Đạo Minh. Vạn Đạo Minh giơ cánh tay lên chặn lại. Uỳnh! Kiếm quang và hỏa quang đồng thời bùng nổ, mà ngay sau đó, một nắm đấm vung đến trước lông mày Diệp Huyên, sức mạnh to lớn trực tiếp đấm vỡ thời không xung quanh Diệp Huyên. Mà lúc này, cơ thể Diệp Huyên dần mờ đi. Uỳnh! Cú đấm vừa rồi thất bại, còn Diệp Huyên đã lùi ra bên ngoài trăm trượng. Vạn Đạo Minh ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, ông ta vừa ngẩng đầu, một luồng kiếm quang đột nhiên chém đến. Vạn Đạo Minh khẽ nheo mắt, giơ tay ra chặn lại. Ầm. Vạn Đạo Minh bị kiếm này chém lùi xa mấy trăm trượng, mà khi ông ta còn chưa dừng hẳn, lại có một luồng kiếm quang khác chém đến. Trong mắt Vạn Đạo Minh lóe vẻ rét lạnh, tay phải ông ta bỗng nhiên vồ về phía trước, lần vồ này trực tiếp bắt lấy kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên, nhưng ngay sau đó, sắc mặt ông ta chợt thay đổi dữ dội, vội vàng buông tay, nhưng dù vậy thì vẫn hơi muộn, nửa bàn tay của ông ta đã bị gọt đi. Mà lúc này, kiếm Thanh Huyên đã trở về trong tay Diệp Huyên. Vạn Đạo Minh nhìn về phía kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, kiếm tốt. Diệp Huyên cười nói, ngọn lửa này của ngươi cũng không tệ. Vừa rồi kiếm Thanh Huyên chém ngọn lửa này mấy phát, nhưng ngọn lửa chỉ yếu đi một chút, cũng không bị kiếm Thanh Huyên chém nát linh trí. Vạn Đạo Minh thoáng nhìn Diệp Huyên, lại tiếp một đấm của ta. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên bước lên trước một bước, ngay sau đó, ông ta cách không tung một cú đấm về phía Diệp Huyên. Uỳnh! Vừa đấm ra, ngọn lửa trên cánh tay đã hóa thành một quyền ấn nổ mạnh bay ra, những nơi quyền ấn lửa đi qua, thời không dần dần sụp đổ. Nơi xa, vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, suy nghĩ vừa động, kiếm Thanh Huyên lập tức biến ảo thành một tấm khiên kiếm chắn ở trước mặt hắn. Lúc này, quyền ấn lửa kia đã bay đến. Uỳnh! Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, tấm khiên kiếm kia cứng rắn chặn lại quyền ấn lửa, nhưng mà, thời không xung quanh Diệp Huyên và tấm khiên kiếm bắt đầu bị chôn vùi từng chút một. Lúc này, Vạn Đạo Minh nhìn chằm chằm tấm khiên kiếm trước mặt Diệp Huyên, ông ta không ngờ thanh kiếm này còn có thể biến ảo hình dáng, quan trọng nhất chính là tấm khiên kiếm này lại kiên cố như vậy. Biến thái! Vạn Đạo Minh mở lòng bàn tay ra, ngọn lửa kia trở về trong tay ông ta, mà giờ phút này, ngọn lửa kia lại mở thêm một chút. Kiếm của Diệp Huyên có thể làm tổn thương linh của ngọn lửa này. Nói xa, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, nào, ngươi tiếp một kiếm của ta. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất, ngay sau đó, hắn trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Vạn Đạo Minh rồi bỗng nhiên rút kiếm chém ra. Rút kiếm định sinh tử. Dốc hết sức đánh ra rút kiếm định sinh tử. Giây phút này, bản thân hắn cũng không biết mình chồng chéo bao nhiêu đường. Trong khoảnh khắc Diệp Huyên chém ra, thời không quanh hắn và Vạn Đạo Minh lập tức hóa thành một màu đen kịt, sau đó, vùng thời không này trực tiếp sôi trào, vô số luồng sức mạnh to lớn không ngừng lan ra xung quanh. Sắc mặt đám người Lý Cảnh thay đổi đột ngột, rối rít lùi về phía sau. An Liên Vân nhìn chằm chằm vùng thời không đen kịt kia, không biết đang suy nghĩ điều gì. Rất lâu sau, Diệp Huyên và Vạn Đạo Minh xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lúc này, một cánh tay của Vạn Đạo Minh đã không thấy đâu, không chỉ như vậy, khắp người ông ta còn chẳng chịt vết kiếm, mà ngọn lửa trong tay ông ta chỉ dư lại một đốm lửa nhỏ đang hấp hối. Còn Diệp Huyên thì chẳng có chuyện gì. Vạn Đạo Minh này thua rồi. Mọi người nhìn về phía Vạn Đạo Minh khẽ nói, kiếm này của ngươi cực kỳ mạnh mẽ. Ý nói rằng, ông ta thua không phục. Diệp Huyên cười nói, Vạn Tông Chủ, tỷ thí hôm nay dừng ở đây thôi. Thật ra vừa rồi hắn chỉ hơi chiếm ưu thế, muốn giết đối phương, trừ phi hắn dung hợp với kiếm Thanh Huyên, đạt đến trạng thái người kiếm hợp nhất kia, chỉ khi trong trạng thái này, hắn mới có cơ hội giết đối phương. Mà đó là át chủ bài của hắn, có thể không bại lộ thì không bại lộ. Vạn Đạo Minh liếc nhìn Diệp Huyên, đạo linh cung người tài đông đúc. Nói xong, ông ta dứt khoát dẫn theo những cao thủ Vạn Đạo Tông biến mất khỏi nơi đây. Diệp Huyên nhìn về phía An Liên Vân ở nơi xa, Liên Vân cô nương,
sau này sẽ còn gặp lại. An Liên Vân khẽ gật đầu, ngày khác ta đến viếng thăm. Diệp Huyên cười nói, luôn luôn chào đón. Nói xong, hắn cũng mang theo các cao thủ của Đạo Linh Cung biến mất khỏi nơi đây. Sau khi đám người Diệp Huyên rời đi, An Thúc bên cạnh An Liên Vân khẽ nói, không ngờ Đạo Linh Cung lại xuất hiện một cao thủ siêu cấp, hơn nữa còn là một kiếm tu. Kiếm tu. Trước mắt chỉ có một kiếm tu vô cảnh, đó chính là Diệp Huyên. Thật ra, vốn dĩ An Liên Vân là người có hy vọng trở thành kiếm tu vô cảnh nhất, bởi vì toàn bộ Phương Thốn Tông đang dốc hết sức mình bồi dưỡng nàng ta. Muốn bồi dưỡng được một cao thủ vô cảnh, thật sự phải dốc hết sức lực của cả tông phái. Hình 1. Thật ra bọn họ đều tò mò vì sao Đạo Linh Cung đột nhiên có một kiếm tu vô cảnh. Lúc này, An Liên Vân đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Thoáng chốc, các cao thủ của Phương Thốn Tông cũng đều rời đi hết. Sau khi Diệp Huyên trở lại Đạo Linh Cung, đám người Đạo Linh Cung lập tức thay đổi thái độ đối với hắn. Vô cảnh. Đây chính là tồn tại cùng cấp bậc với Đạo Linh Cung chủ. Mà sau khi Diệp Huyên trở lại Đạo Linh Cung, hắn đi thẳng về tiểu điện của mình, sau đó tiến vào bên trong tiểu tháp. Lúc này trong mắt Diệp Huyên lóe ra vẻ hưng phấn. Vừa rồi chiến đấu với vạn đạo minh kia, hắn có rất nhiều thu hoạch. Bây giờ hắn có một cái nhìn nhận rõ ràng đối với sức chiến đấu của mình, không chỉ như vậy, hắn còn hiểu rõ hơn về sức chiến đấu của cao thủ vô cảnh. Khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Huyên bắt đầu tu luyện. Đánh một trận với vạn đạo minh khiến hắn có rất nhiều cảm ngộ, đồng thời hắn cũng phát hiện bản thân còn rất nhiều chỗ thiếu sót, giờ cần phải thay đổi những chỗ thiếu sót này. Diệp Huyên cũng không biết, bởi vì cuộc chiến giữa hắn và vạn đạo minh, toàn bộ dị thế giới bắt đầu nổi lên gió dục mây vần. Cao thủ vô cảnh mới. Hơn nữa còn là một vị kiếm tu. Trong đám mây nào đó. Một ông lão đột nhiên xuất hiện trong đám mây này, ông lão vừa xuất hiện, một cô gái váy đỏ ở không xa phía trước đi về phía ông ta. Cô gái váy đỏ nhìn ông lão, Mặc Kha, có điều tra ra lai lịch người kia không? Mặc Kha lắc đầu, chỉ biết hắn từ bên dưới lên. Cô gái váy đỏ nhíu mày lại. Mặc Kha thoáng nhìn cô gái váy đỏ, Hồng Liêm, người đang lo lắng hắn có quan hệ với cô gái bí ẩn dùng kiếm lúc trước sao? Có gái tên là Hồng Liêm gật đầu, có khả năng này. Mặc Kha nhíu mày, là sao? Hồng Liêm nói, hắn là kiếm tu, mà vị tiền bối ra tay lúc trước cũng là kiếm tu. Quan trọng nhất chính là, hắn từ bên dưới lên, lúc trước vì sao Xích Địa bị chém chết? Chính bởi vì một sợi phân thân của ông ta đi xuống hạ giới, nếu ta đoán không nhầm, phân thân đi xuống hạ giới của ông ta đã đắc tội với vị đại lão kia, bởi vậy, hắn bị đối phương ra tay giết chết. Mặc Kha nói, ý của ngươi là, Diệp Huyên này là người của vị tiền bối kia. Hồng Liêm gật đầu, đúng vậy. Mặc Kha im lặng, không nói thêm gì nữa. Hồng Liêm tiếp tục nói, sở dĩ người này có thể đánh bại vạn đạo minh là bởi vì trong tay hắn có thanh kiếm kia, thanh kiếm trong tay hắn có thể phá linh hỏa của vạn đạo minh. Mặc Kha nheo mắt, có thể phá. Hồng Liêm gật đầu, so với việc nói vạn đạo minh thua hắn, không bằng nói vạn đạo minh thua bởi kiếm trong tay hắn. Đó là một thanh thần khí siêu cấp. Mặc Kha khẽ nói như vậy, thằng nhóc này không chỉ là kiếm tu vô cảnh, mà còn là một người có chống lưng kỳ cực vững chắc. Hồng Liêm gật đầu. Mặc Kha im lặng một lát rồi khẽ nói, hiểu rồi. Hồng Liêm nói tiếp, ngày đó thật ra A Đạo Linh đã biết là ai giết chết Xích Địa. Nói xong, nàng ta khẽ lắc đầu, vậy mà người phụ nữ này lại tạo dựng mối quan hệ với Diệp Huyên, nhưng có lẽ bởi vậy mà nàng ta có thể thay đổi vận mệnh. Mặc Kha chợt nói, người cảm thấy Vạn Đạo Tông có bỏ qua không? Hồng Liêm cười nói, chịu thiệt lớn như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua? Nói xong, nàng ta nhìn về phía Mặc Kha, ý của ngươi là, chờ đến khi Vạn Đạo Tông nhằm vào hắn, chúng ta ra tay trợ giúp, kết mối quan hệ. Mặc Kha cười mà không nói. Hồng Liêm giơ ngón cái, đúng là lão hồ ly. Mặc Kha khẽ nói, phải xem Vạn Đạo Tông có phối hợp hay không. Hồng Liêm khẽ cười nói, bọn họ sẽ phối hợp, bởi vì theo như ta biết, A Mộc Các và Phàm Thiên đã tiến về Vạn Đạo Tông. Mặc Kha nhíu mày, Phàm Thiên cũng đi rồi. Hồng Liêm gật đầu.
Mặc Kha im lặng một lát rồi nói, đánh cược một lần. Dù sao cũng sống đủ rồi. Đánh cược một lần. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên vẫn đang tu luyện, đúng lúc này, dường như Diệp Huyên cảm ứng được cái gì, ngay sau đó, hắn lập tức biến mất khỏi nơi này, khi xuất hiện lại lần nữa, hắn đã ở trước mặt Hư Vọng. Lúc này, Hư Vọng chậm rãi đứng dậy, trong khoảnh khắc nàng ta đứng dậy, thời không xung quanh trực tiếp sôi trào. Vô cảnh. Hư Vọng nhìn về phía Diệp Huyên, ta đạt đến vô cảnh rồi. Khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên, chuyện tốt. Vô cảnh. Diệp Huyên không ngờ Hư Vọng đã sắp đạt tới vô cảnh, điều này quả thật là một niềm vui bất ngờ đối với hắn. Lúc này, Hư Vọng bỗng hỏi, trên vô cảnh là cái gì? Diệp Huyên suy nghĩ rồi đáp, người phá vòng. Hình 1. Hư Vọng hơi ngẩn ra, có chút khó hiểu. Diệp Huyên cười nói, rất phức tạp, đơn giản là vô cảnh hiện tại của chúng ta vẫn đang trong vòng, mà điều ta phải làm là phá vòng và sáng tạo ra cảnh giới thuộc về mình. Hư Vọng ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, hiểu rồi. Diệp Huyên ngó Hư Vọng hỏi, giờ cô có tính toán gì không? Hư Vọng nhìn Diệp Huyên kinh ngạc hỏi lại, tính toán gì cơ? Diệp Huyên cười nói, giờ cô đã đạt tới vô cảnh, nếu không muốn đi theo ta mà muốn xông pha một lần cũng được, ta sẽ ngăn cản cô. Hư Vọng lắc đầu, ta đi theo sư tôn. Diệp Huyên cười hỏi, tại sao? Hư Vọng nhìn Diệp Huyên nói, người tốt với ta. Diệp Huyên mỉm cười, cô chính là đệ tử của ta không tốt với cô thì ai tốt với cô? Hư Vọng nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên cười, thời không trong tiểu tháp khác bên ngoài, cô có thể ở trong đó tu luyện. Còn nữa, nhớ là cô tự do, nếu có một ngày muốn rời đi thì ta sẽ tuyệt đối không ngăn cản cô. Hắn nói xong bèn xoay người rời khỏi tiểu tháp. Hư Vọng im lặng đứng tại chỗ. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên vừa rời khỏi tiểu tháp, Lý Cảnh đã đi vào tiểu điện của hắn rồi hơi cúi chào, Diệp trưởng lão. Diệp Huyên cười hỏi, có chuyện gì à? Lý Cảnh gật đầu, gần đây Vạn Đạo Tông có chút không thích hợp. Diệp Huyên cau mày, không thích hợp. Lý Cảnh trầm giọng đáp, bọn họ triệu tập đệ tử bên ngoài về, vì đảm bảo an toàn ta đã tự tiện làm chủ gọi hết những đệ tử đang ở ngoài của Đạo Linh Cung chúng ta về. Giờ, đôi bên đều tràn ngập khói thuốc súng. Diệp Huyên hỏi, bởi vì ta? Lý Cảnh cười khổ, chỉ một phần thôi. Chủ yếu là năm ngoái chúng ta đã thu được rất nhiều, mà năm nay họ lại chẳng thu được ai. Diệp Huyên cười hỏi, bọn họ đã ra tay chưa? Lý Cảnh lắc đầu, vậy thì chưa. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta cũng đừng ra tay, song cũng không thể lơ là, bảo các đệ tử trong cung chú ý chút, có thể không ra ngoài thì đừng ra để phòng đối phương ra đòn sát thủ. Lý Cảnh bỗng dưng hỏi, nếu đối phương hạ sát thủ thì sao? Diệp Huyên chừng hắn ta, vậy chắc chắn là làm thịt hắn rồi. Lý Cảnh gật đầu, hiểu rồi. Diệp Huyên cười bảo, ta đến Phương Thốn Tông một chuyến, nếu có chuyện gì thì trực tiếp truyền âm cho ta. Hắn vừa dứt lời đã ngự kiếm bay lên, thoáng chốc đã biến mất ở phía cuối chân trời. Lý Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía luồng kiếm quang cuối chân trời, khẽ nói, người trẻ tuổi đều thích đi tán gái à? Chấm chấm chấm. Phương Thốn Tông. Phương Thốn Tông nằm trên dãy núi Phương Thốn ở phía Bắc dị giới, đây cũng là nơi mà vô số võ giả tha thiết ước mơ được gia nhập. Lưng dựa cây to dễ đón gió. Ở dị giới này, nếu một võ giả không muốn một ngày nào đó vô duyên vô cớ biến mất thì chắc chắn phải tìm một cây cổ thụ dựa vào, mà tam đại thế lực siêu cấp chính là cây cổ thụ ấy. Chỉ cần ngươi gia nhập một trong số tam đại thế lực thì ngươi đi ra ngoài người ta cũng phải chừa cho chút mặt mũi. Dù ngươi xảy ra xung đột với người khác, người ta cũng chẳng dám giết người một cách dễ dàng vì sau lưng ngươi có một cái thế lực siêu cấp. Mỗi ngày đều có người tới dãy núi Phương Thốn để gia nhập Phương Thốn Tông. Khác với cuộc tuyển sinh lúc trước, những người muốn ra đi vào dãy núi Phương Thốn đều là người đến từ dị giới. Mà họ lại kém hơn những người đến từ hạ giới rất nhiều. Người đến từ hạ giới hầu như đều là thiên tài đỉnh cấp và yêu nghiệt, hơn nữa. Họ cũng đã đạt tới vô đạo cảnh, chỉ cần hơi bồi dưỡng chút là có thể đạt tới bán bộ vô cảnh. Còn những người đến từ dị giới lại cần phải bồi dưỡng từ đầu và tiêu tốn rất nhiều sức lực cùng tài nguyên. Thế nên, trừ khi là thiên tài đỉnh cấp và yêu nghiệt chứ không thì tam đại thế lực sẽ không nhận,
Giống với mọi lần, hôm nay dưới chân núi Phương Thốn tụ tập rất nhiều người, chắc khoảng hơn một vạn. Diệp Huyên cũng không có trực tiếp ngự kiếm tiến vào Phương Thốn Tông vì nó thật sự rất thiếu tôn trọng người khác. Hắn đến để kết bạn chứ không phải đến để gây chuyện. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tham gia sát hạch gì đó, loại bức cách cấp thấp như vậy thì khỏi cần làm mầu vì rất hạ giá. Diệp Huyên đi đến trước mặt một ông lão của Phương Thốn Tông, ông ta liếc Diệp Huyên, lạnh mặt nói, sang bên cạnh tham gia sát hạch. Diệp Huyên cười nói, tại hạ Diệp Huyên, là bạn của An Liên Vân cô nương, xin hãy thông báo một tiếng. Ông lão nghe vậy ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, người nói cái gì? Diệp Huyên cười nói, ta là bạn của An Liên Vân, mong ông thông báo một tiếng. Ông lão ngó Diệp Huyên cười hỏi, ngươi là bạn của thiếu tông chủ. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão bỗng giận tím mặt, tại sao ngươi không nói mình là cao thủ vô cảnh luôn đi? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta đúng là vô cảnh. Ông lão ngây người rồi cả giận nói, ngươi cho rằng lão phu là đồ ngốc hả? Diệp Huyên cạn lời. Mẹ nó! Tại sao mỗi lần mình nói thật đều chẳng có ai tin vậy? Thói đời ngày nay bị làm sao thế? Ông lão lạnh lùng liếc Diệp Huyên, bớt chơi mấy cái trò làm mầu ấy đi, người trẻ tuổi nên đi từng bước một, đừng có mơ mộng hão huyền quá, chưa biết chừng bước quá lớn lại dễ dàng bị rách háng đó, biết không? Diệp Huyên. Ông lão mở tay ra, một cái lệnh bài bằng gỗ xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, sang bên cạnh xếp hàng rồi chờ thí luyện đi. Diệp Huyên nháy mắt nói, biến cho ông một cái ảo thuật này. Hắn vừa nói xong, mở bàn tay ra, kiếm quang đột nhiên biến mất nơi cuối chân trời. Ông lão nhíu mày, ngươi giở trò gì đấy? Lúc này, nơi chân trời đằng xa vụt qua một luồng kiếm quang, một cô gái và ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên cách đó không xa. Người đến đúng là An Liên Vân và An Thúc. Mọi người trong sân thấy An Liên Vân thì lập tức bùng nổ. Đây chính là nữ thần của Phương Thốn Tông đó, không những đẹp còn tốt bụng, là nữ thần trong cảm nhận của vô số đàn ông. An Liên Vân nhìn thấy Diệp Huyên thì vội vàng bước tới trước mặt hắn, khẽ hỏi, sao không trực tiếp đi lên? Diệp Huyên cười nói, sợ làm phiền. An Thúc nghe thấy câu ấy của Diệp Huyên thì mỉm cười, thiếu niên này thật có lễ phép, là một chàng trai tốt. Giờ ông ta càng nhìn Diệp Huyên càng thuận mắt. An Liên Vân đứng đối diện Diệp Huyên mỉm cười nói, sao có thể làm phiền chứ? Nàng ta nói xong liếc nhìn xung quanh rồi nói, chúng ta đổi một nơi. Diệp Huyên gật đầu, hai người rời đi. An Thúc vô cùng biết điều không có đi theo, bấy giờ, ông lão bên cạnh bỗng mở miệng hỏi, An trưởng lão, thiếu niên ban nãy là. An trưởng lão mỉm cười, hắn chính là Diệp Huyên của Đạo Linh Cung, kiếm tu vô cảnh trẻ tuổi nhất đến từ dị giới. Ông lão nghe vậy trực tiếp hóa đá tại chỗ, chẳng mấy chốc cơ thể lại run lên bần bật. An Thúc liếc ông lão, làm sao? Ông lão mặt mày trắng bệch, An trưởng lão, chăm sóc cho người thân nhà ta nhé. An Thúc. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên đi theo An Liên Vân đến sau núi của Phương Thốn Tông, giờ đúng là mùa hoa anh đào nở rộ, hai người dạo bước trên từng cánh hoa anh đào trông đẹp như tranh vẽ. An Liên Vân đột nhiên nói, không ngờ ngươi lại là vô cảnh. Diệp Huyên cười hỏi, lúc đó, ta bị quỷ tu tông bắt cóc, sao cô lại không trực tiếp ra tay giết gã? An Liên Vân liếc Diệp Huyên, ta không muốn có người vì mình mà chết. Diệp Huyên im lặng, bấy giờ An Liên Vân lại khẽ nói, ở dị giới, kiếm tu rất ít, kiếm tu vô cảnh lại chỉ có mình ngươi. Ta có thể hỏi ngươi một vài vấn đề về kiếm đạo không? Hình 1. Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên rồi. An Liên Vân gật đầu rồi hỏi, ngươi đạt tới vô cảnh bằng cách nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ sau đó đáp, sơ tâm. An Liên Vân nhìn thẳng vào Diệp Huyên hỏi, sơ tâm. Diệp Huyên gật đầu cười nói, thực ra, muốn đạt tới vô cảnh chủ yếu vẫn phải xem mình có thể ngộ ra không. Quan trọng nhất vẫn là mình, mà mỗi người đạt tới vô cảnh thì đều không thể bắt chước lại. An Liên Vân im lặng. Diệp Huyên lại nói, từ từ sẽ đến, đừng sốt ruột quá. An Liên Vân gật đầu, hiểu rồi. Đúng lúc này, đằng xa bỗng xuất hiện một người đàn ông. Hắn ta mặc một bộ áo bào trắng, tóc dài xõa vai trông vô cùng khôi ngô tuấn tú. Người đàn ông thấy Diệp Huyên thì hơi ngẩn ra, sau đó sâu trong ánh mắt lóe lên chút âm u,
song trên mặt vẫn nở nụ cười sáng lạn. Hắn ta thuận tay bẻ một nhành đào chậm rãi đi đến trước mặt An Liên Vân cười nói, Liên Vân, hôm nay muội thật đẹp. An Liên Vân liếc người đàn ông, Vạn công tử, có chuyện gì à? Vạn công tử. Diệp Huyên ngó hắn ta, lẽ nào tên này thuộc Vạn Đạo Tông? Người đàn ông mỉm cười, không có gì, chỉ muốn đến xem muội thôi. An Liên Vân nghe vậy khẽ cau mày, Vạn công tử, giờ ta đang bận. Hiển nhiên là bị người đàn ông này quấn lấy khiến nàng ta hơi bực. Người đàn ông nghe thế nhìn về phía Diệp Huyên cười hỏi, Liên Vân, vị này là... Vẻ mặt An Liên Vân có chút bực mình. Bấy giờ, Diệp Huyên bỗng nhìn sang An Liên Vân rồi cười nói, ta biết tại sao cô không thể đột phá rồi. An Liên Vân nhìn Diệp Huyên, tại sao? Diệp Huyên cười đáp, bởi vì cô nhẫn nhịn quá. Hắn nói xong ngó người đàn ông kia, cười hỏi, cô rất ghét hắn ta đúng không? Người đàn ông kia híp mắt lại, mặt mày khó coi. An Liên Vân hơi ngẩn ra, nàng ta thật sự không ngờ Diệp Huyên sẽ nói như vậy. Diệp Huyên lại nói tiếp, nếu ghét, vậy sao không nói ra? Tại sao cô phải vì người khác mà khiến mình uất ức? Cô làm vậy chẳng khác gì chồng lên một sợi xích lên kiếm tâm của mình. Kiếm tâm bị trói buộc thì sao có thể đột phá? An Liên Vân nghe vậy sửng sốt. Diệp Huyên tiếp tục nói, kiếm tu chúng ta làm việc phải thẳng tính chút, thích là thích, ghét là ghét, tuyệt đối đừng vì người khác mà khiến mình thiệt. Quyết đoán một chút, hiểu không? Người đàn ông trước mặt Diệp Huyên bỗng cười khẩy hỏi, các hạ, ngươi cho rằng ta là trong suốt sao? Ngươi! Hình một. An Liên Vân bỗng ngẩng phát đầu lên nhìn hắn ta quát cút. Cút, người đàn ông nghe vậy sửng sốt. An Liên Vân lạnh lùng nhìn hắn ta nói lần cuối, cút. Sắc mặt người đàn ông trở nên cực kỳ khó coi, Liên Vân. An Liên Vân híp mắt lại, ta cho ngươi gọi mình là Liên Vân sao? Vừa dứt lời, kiếm trong tay nàng ta bỗng bay ra. Hắn ta lập tức thay đổi sắc mặt, giơ tay phải lên chắn. Người đàn ông kia trực tiếp bị một kiếm này đánh lùi lại mấy trăm trượng. An Liên Vân nhìn về phía Diệp Huyên, thoải mái. Diệp Huyên cười nói, nhớ kỹ, phải nhìn thẳng vào lòng mình, thích là thích, ghét là ghét, tuyệt đối đừng để mình thiệt. An Liên Vân gật đầu, biết rồi. Lúc này, người đàn ông đằng xa bỗng gằn giọng hỏi, ngươi là ai? Diệp Huyên liếc hắn ta cười nói, Diệp Huyên, nếu Vạn Đạo Tông ngươi không phục thì cứ việc trả thù. Đến bao nhiêu cũng được, ta vô địch, các ngươi thoải mái. An Liên Vân nghe vậy không khỏi ngó Diệp Huyên, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ khác lạ. Chấm chấm chấm. Ta vô địch, ngươi thoải mái. Diệp Huyên nói câu ấy thì rất bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại lộ ra một sự tự tin không ai sánh bằng. Đằng xa, người đàn ông kia nghe thấy vậy thì con ngươi chợt co rút lại, ngươi. Ngươi chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên. Đương nhiên là hắn ta từng nghe thấy cái tên này. Hắn ta chính là thiếu tông chủ của Vạn Đạo Tông, có cha là Vạn Đạo Minh. Mà mới trước đó, cha hắn ta còn thua bởi Diệp Huyên kia. Người đàn ông không dám thử tiếp, lập tức cúi gập người vái chào, ban nãy không biết là Diệp Tôn, nếu có gì đắc tội thì mong hãy thứ lỗi. Diệp Huyên cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói vài câu tàn nhẫn đó. Người đàn ông khẽ cúi đầu, không dám nói chuyện. Nói vài câu tàn nhẫn. Mặc dù hắn ta là thiếu tông chủ Vạn Đạo Tông, bình thường cũng vô cùng ngang ngược. Nhưng hắn ta cũng không ngu đến nỗi chửi bới cao thủ vô cảnh. Bấy giờ, Diệp Huyên lại nhìn về phía An Liên Vân nói, đi thôi. An Liên Vân gật đầu. Hai người rời đi. Người đàn ông kia thấy Diệp Huyên rời đi thì thở phào nhẹ nhõm rồi xoay người chạy. Đằng xa, An Liên Vân khẽ nói, cảm ơn. Diệp Huyên cười hỏi cảm ơn cái gì? An Liên Vân nhìn Diệp Huyên nói, chỉ bảo ban nãy. Diệp Huyên cười, vẫn là câu kia, làm tốt chính mình, đừng khiến mình phải uất ức. An Liên Vân gật đầu, chần chờ một lát rồi nói, ta muốn bế quan một thời gian ngắn. Diệp Huyên cười bảo, được, nói chuyện sau vậy. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. An Liên Vân im lặng nhìn Diệp Huyên. Chẳng mấy chốc hắn đã biến mất ở đằng xa. Sau khi Diệp Huyên rời đi, một người đàn ông trung niên bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh An Liên Vân.
người đến chính là An Bắc Thần tông chủ Phương Thốn Tông. An Bắc Thần nhìn thoáng qua Diệp Huyên đằng xa rồi hỏi, con cảm thấy hắn thế nào? An Liên Vân, rất được. An Bắc Thần không nói gì. An Liên Vân nhìn về phía An Bắc Thần, cha cảm thấy sao? An Bắc Thần mỉm cười, không cần ta cảm thấy, chỉ cần con cảm thấy thế nào thôi. An Liên Vân gật đầu, con hiểu rồi. An Bắc Thần gật đầu, chắc hẳn con đã có rất nhiều gặt hái, đi bế quan một thời gian ngắn đi. An Liên Vân gật đầu, vâng. Nàng ta nói xong bèn xoay người rời đi. Sau khi An Liên Vân rời khỏi, An Bắc Thần mới xoay người một cái biến mất. Bên kia, Diệp Huyên dừng bước, trước mặt hắn xuất hiện một người đàn ông trung niên và đó chính là An Bắc Thần. Diệp Huyên mỉm cười hỏi, tiền bối có chuyện gì sao? Hắn đã đoán được thân phận của đối phương, vì ban nãy Diệp Huyên đã cảm nhận được ông ta. An Bắc Thần nói, tâm sự. Diệp Huyên cười đáp, được. Hai người đi về phía xa. Trên đường, An Bắc Thần bỗng nói, người rất thần bí. Diệp Huyên cười rồi nói, ta biết tiền bối lo lắng điều gì, người sợ ta tiếp xúc với Liên Vân có mục đích xấu gì đúng không? An Bắc Thần ngó Diệp Huyên, người rất trực tiếp, có điều, ta lại thích sự trực tiếp ấy của ngươi. Diệp Huyên cười nói, tiền bối yên tâm, ta đến gần Liên Vân cũng không có mục đích xấu gì. Ta cũng có thể chủ động hứa với người là sẽ không làm chuyện gì có hại đến nàng. An Bắc Thần nhìn Diệp Huyên hỏi, lý do? Diệp Huyên đáp, tuy ta chưa làm cha nhưng lại hiểu tấm lòng của một người cha. Ta cảm thấy sự lo lắng của tiền bối rất bình thường. Tựa như lời nói ban nãy của ta, ta đến gần An cô nương cũng không có mục đích gì khác. An Bắc Thần im lặng một lát rồi nói, ta tin ngươi. Ông ta nói xong bèn liếc Diệp Huyên nói, cẩn thận Vạn Đạo Tông. Diệp Huyên hơi bất ngờ, hỏi, bọn họ vẫn còn muốn giết ta ư? An Bắc Thần nói, sự xuất hiện của ngươi khiến họ cảm thấy được nguy cơ. Không những họ, Phương Thốn Tông ta cũng cảm giác được. Song, chúng ta vẫn không sao vì bên ta không có xung đột gì lớn với Đạo Linh Cung ngươi. Thế nhưng, bọn họ lại có. Chẳng những vậy, toàn bộ tài nguyên của dị giới cũng hơi không đủ dùng. Diệp Huyên nhíu mày, không đủ dùng. An Bắc Thần khẽ gật đầu, đúng vậy. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận một chút. Diệp Huyên thấy đối phương không muốn nói nhiều bèn nói, cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. An Bắc Thần dừng chân lại, là ta cảm ơn ngươi đã chỉ bảo Liên Vân mới đúng. Diệp Huyên cười nói, chuyện nhỏ thôi. An Bắc Thần gật đầu, cẩn thận. Đối phương nói xong trực tiếp biến mất. Diệp Huyên đứng im tại chỗ một lúc rồi xoay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước thì thời không trước mặt hắn bỗng nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó, hắn đã trực tiếp tiến vào một mảnh thời không thần bí không biết tên. Mà ở cách đó không xa trước mặt hắn đứng một người đàn ông trung niên đúng là Vạn Đạo Minh. Còn ở phía sau và bên phải ông ta lần lượt là hai người đàn ông trung niên khác. Diệp Huyên liếc người đàn ông bên phải, ông ta mặc một bộ trường bào màu đen, chắp tay sau lưng, trên mặt treo một nụ cười nhạt. Nguy hiểm. Trong ba người kia thì ông ta khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Người đàn ông trung niên cảm giác được ánh mắt của Diệp Huyên bèn cười nói, ta tên là Phàm Thiên. Diệp Huyên cười hỏi, sao, các người định đánh hội đồng ta à? Phàm Thiên cười, trước cứ để cho ta đánh với ngươi đã. Diệp Huyên gật đầu, được thôi. Hình một. Hắn nói xong bèn mở tay ra, kiếm Thanh Huyên chợt xuất hiện trong tay. Phàm Thiên bỗng cười nói, ngươi không hỏi thử xem tại sao chúng ta lại nhằm vào mình hả? Diệp Huyên cất tiếng cười to, ta cảm thấy không cần thiết. Tín ngưỡng của ta chính là xem nhẹ sinh tử, không phục thì chiến. Vừa dứt lời, kiếm trong tay hắn bỗng nhiên bay ra. Phàm Thiên ở phía xa híp mắt lại, bước lên trước một bước rồi đấm mạnh một quyền ra. Khoảnh khắc khi nó được đấm ra, một luồng sáng bỗng phát ra từ trên nắm tay ông ta. Thoáng chốc, mảnh kiếm quang của Diệp Huyên đã trực tiếp bị luồng sáng đó nuốt chửng. Cùng lúc đó, thời không trước mặt Diệp Huyên cũng bị một quyền kia đập nát rồi xông thẳng đến mặt hắn. Diệp Huyên vẫn vẻ mặt bình tĩnh, khi một quyền đó xông tới thì kiếm Thanh Huyên trong tay hắn bèn biến thành một tấm chắn che trước mặt. Đùng! Quyền đó trực tiếp bị tấm chắn đỡ lấy, nhưng ngay sau đó, con người Diệp Huyên chợt co rút lại rồi ngẩng phát đầu lên.
một bóng người lập tức bay thẳng xuống. Người đó chính là Phàm Thiên. Diệp Huyên nhanh chóng rút kiếm bổ tới. Vô số rút kiếm định sinh tử chồng lên nhau. Ầm. Khoảnh khắc chém xuống, thời không xung quanh giống như một mặt gương bị búa bổ xuống, răng rắc vỡ vụn, vô số kiếm khí bay tứ tung, hiện trường là một đống ngổn ngang. Đúng lúc này, Diệp Huyên lại lùi lại mấy trăm trượng. Khi hắn vừa dừng lại, một thanh trường thương đá phá không đâm tới. Diệp Huyên híp mắt lại, cũng không có phòng thủ mà là đâm ra một kiếm. Cứng đối cứng. Thương và kiếm vừa va vào nhau. Ầm. Một sức mạnh khủng bố bỗng nhiên khuếch tán ra, Diệp Huyên và Phàm Thiên đồng loạt lùi lại. Trong quá trình ấy, chợt có một thanh phi kiếm bổ tới trước mặt Phàm Thiên. Phàm Thiên cầm thương quét ngang qua. Keng. Phi kiếm kia lập tức bị đánh bay, nhưng kế tiếp, Diệp Huyên đã xuất hiện trên đỉnh đầu ông ta. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang trực tiếp bổ thẳng xuống. Nó vừa hạ xuống đã khiến vô số thời không sụp đổ. Trong con người Phàm Thiên lóe lên vẻ độc ác, hay. Ông ta vừa nói xong cũng không phòng thủ mà trường thương trong tay lại đâm thẳng lên cao. Xoẹt. Một tiếng rách toạc chợt vang lên trong sân. Ầm. Mảnh kiếm quang kia chợt vỡ vụn, sau đó, hai người đều nhanh chóng lùi lại. Còn Diệp Huyên khi lùi lại thì kiếm Thanh Huyên trong tay đột nhiên bay ra. Xoẹt. Thời không trong sân lập tức bị xé rách. Phía xa, Phàm Thiên cầm trường thương giơ ngang lên trước mặt. Đùng. Trường thương rung lên kịch liệt, Phàm Thiên lập tức lùi lại mấy trăm trượng. Nhưng ngay sau đó, trường thương trong tay ông ta lại đâm mạnh về phía trước, thương nhanh như chớp, thoáng chốc đã đâm tới trước mặt Diệp Huyên. Đằng trước Diệp Huyên lại xuất hiện một tấm chắn bằng kiếm. Ầm. Tấm chắn bị trường thương đâm trúng rung lên kịch liệt, một sức mạnh khủng bố giống như thủy triều khuếch tán ra xung quanh. Lúc này, tay phải của Phàm Thiên lại chộp về phía trước, trường thương bèn quay về trong tay ông ta. Phàm Thiên đang định ra tiếp thì một thanh phi kiếm đã bổ tới. Phàm Thiên híp mắt lại, tốc độ thanh phi kiếm này có chút ngoài dự đoán của ông ta. Ông ta cũng không nghĩ nhiều, bước về phía trước một bước rồi vung thương lên đập xuống. Ầm. Phi kiếm bị ngăn lại. Còn Diệp Huyên thì giống như một con quỷ xuất hiện trước mặt ông ta, sau đó, cầm kiếm chém thẳng xuống. Rút kiếm định sinh tử. Ầm. Một mảnh kiếm quang bùng nổ lên, Phàm Thiên trực tiếp bị đánh lùi lại hơn nghìn trượng. Ông ta còn chưa dừng lại đã có một thanh phi kiếm bổ tới. Phàm Thiên nhíu mày, giơ thương đỡ. Ầm. Trường thương rung lên, Phàm Thiên lại lùi lại. Nhưng kế tiếp, cơ thể ông ta lại trở nên mờ ảo, chỉ một lát sau, xung quanh Diệp Huyên đã xuất hiện hơn 10 bóng người. Chẳng những vậy, còn có cả hơn 10 thanh trường thương. Mỗi một bóng người đều là thật. Diệp Huyên híp mắt lại, kiếm Thanh Huyên đã bay về nhưng vẫn chậm. Hắn không thể sử dụng chiêu tấm chắn kiếm kia được nữa. Hiển nhiên, đây là chiêu đã được Phàm Thiên tính toán từ trước vì không cho hắn cơ hội dùng tấm chắn. Vào giây phút quan trọng ấy, Diệp Huyên bước lên trước một bước. Thoáng chốc, đã có vô số kiếm quang bao phủ hắn và Phàm Thiên kia lại. Ầm. Phút chốc, vô số kiếm quang vỡ nát, Phàm Thiên cũng đã trở lại vị trí cũ, trên trường thương trong tay ông ta chậm rãi nhỏ xuống một giọt máu tươi. Mà từ giữa trán đến môi ông ta lại có một vết kiếm sâu hõm, máu tươi chảy ròng ròng, khuôn mặt Phàm Thiên lập tức tràn đầy máu. Đằng xa, trên ngực trái của Diệp Huyên lại có một cái lỗ bị đâm xuyên. Hai người Vạn Đạo Minh nhìn thấy cảnh ấy thì sắc mặt đều trở nên hơi nghiêm trọng. Bọn họ đều biết thực lực của Phàm Thiên nhưng không ngờ Diệp Huyên kia thế mà có thể không chút yếu thế trước một cao thủ vô cảnh lâu đời như ông ta. Không hổ là kiếm tu vô cảnh. Bấy giờ, thời không bỗng nứt ra. Sau đó, A Đạo Linh và Ngôn Bản Sơn lập tức xuất hiện. Vạn Đạo Minh thấy hai nàng thì sắc mặt chợt xa sầm xuống. Không thể nào giết Diệp Huyên được nữa. A Đạo Linh lạnh lùng liếc ba người Vạn Đạo Minh rồi xoay người nhìn Diệp Huyên, không sao chứ. Diệp Huyên lắc đầu. A Đạo Linh khẽ gật đầu, chúng ta về trước đã. Đằng xa, Vạn Đạo Minh cũng nói, chúng ta đi. Ba người nói xong định đi. Đúng lúc này, Diệp Huyên lại bỗng cười hỏi, xong rồi hả?
Mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên, A Đạo Linh trầm giọng nói, về trước đã. Diệp Huyên cười nói, trở về. Hắn nói xong nhìn về phía Vạn Đạo Minh, nhếch miệng cười, ngay khi các ngươi nhằm vào ta thì phải chuẩn bị không chết không ngừng với ta đây rồi. Hôm nay, nhất định phải có người chết, không phải các ngươi thì chính là ta. Vừa dứt lời. Cả người hắn trực tiếp biến thành một người máu. Hoàn toàn kích hoạt huyết mạch. Diệp Huyên biến thành người máu quay đầu nhìn A Đạo Linh nói, tỷ tỷ tốt ơi, đừng cản ta, không thì cả tỷ ta cũng chém đó. A Đạo Linh. Chấm chấm chấm. Ngay khi huyết mạch Diệp Huyên được kích hoạt, tất cả mọi người ở đó đều đổi sắc. Vì sau khi huyết mạch được kích hoạt, khí tức của Diệp Huyên tăng lên nhanh chóng. Không chỉ thế mà sát khí và tà khí đáng sợ đó mạnh đến mức khiến mọi người đều đổi sắc. Đây là huyết mạch gì vậy chứ? A Đạo Linh cũng hoảng hốt, bà ấy không ngờ sức mạnh huyết mạch của Diệp Huyên lại khủng khiếp đến thế. Quan trọng nhất là bà ấy không ngờ Diệp Huyên lại tức giận đến mức sống chết cũng không tha. Phải biết là giữa các cường giả vô cảnh rất khó để giết chết đối phương. Hình 1. Họ không chiếm ưu thế về mặt nhân số. Đúng lúc này Diệp Huyên hóa thành một luồng kiếm quang màu đỏ máu lao đến Phạm Thiên đó. Tốc độ của kiếm này cực nhanh khiến sắc mặt Phạm Thiên thay đổi, ông ta không dám sơ suất, cánh tay xoay một vòng, cây giáo dài trong tay lao ra như một con rồng tức giận. Rất mạnh. Cây giáo dài vừa đâm ra thì rút lại như chạm phải điện, cùng lúc đó cả người Phạm Thiên lùi về sau mấy nghìn trượng, khi ông ta vừa dừng lại thì một thanh kiếm bỗng chém tới. Phạm Thiên trợn to mắt. Ông ta nhanh chóng lấy cây giáo lên đỡ. Cây giáo vang lên, Phạm Thiên lại lùi về sau, không chỉ thế, lần này cây giáo trong tay ông ta bị gãy làm đôi. Thấy thế, Vạn Đạo Minh đứng ở đằng xa trợn mắt, sức mạnh huyết mạch này thêm vào sao lại mạnh đến thế. Lúc này Diệp Huyên lại áp đảo Phạm Thiên. Ở đằng xa, Phạm Thiên vừa dừng lại, một màu đỏ ập đến. Đôi mắt Phạm Thiên hơi híp lại, cả người lao về phía trước. Cây giáo trong tay đâm thẳng tới, thoáng chốc một sức mạnh cực lớn bỗng bùng phát như ngọn núi lửa đã yên nghỉ mấy chục nghìn năm nay, cuốn phăng đi từ trong cây giáo dài của ông ta. Tức khắc không gian trong vòng vài trăm nghìn dặm sôi trào trong khoảnh khắc này. Lúc này Diệp Huyên rút kiếm ra. Rút kiếm quyết định sinh tử. Rất mạnh. Diệp Huyên chém một kiếm này xuống. Không gian bí ẩn trong vòng hàng triệu dặm xung quanh đều bị hủy diệt trong phút chốc này. Màn đêm bao trùm. Cùng lúc đó Diệp Huyên và Phạm Thiên đồng thời liên tục lùi về sau vài chục nghìn trượng. Phạm Thiên vừa dừng lại, cây giáo trong tay ông ta lập tức biến thành hư vô. Mà kiếm của Diệp Huyên lại không hề hấn gì. Thấy thế sắc mặt Vạn Đạo Minh ở phía đằng xa trở nên khó coi, ông ta đã chứng kiến được sự lợi hại của thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Cả thế giới kia e chỉ có thanh đao thiên sách trong tay mục thần trong truyền thuyết mới có thể đối đầu với nó. Đáng sợ nhất không phải là thanh kiếm này mà là sức mạnh huyết mạch của Diệp Huyên. Sau khi sử dụng huyết mạch, khí tức của Diệp Huyên vẫn cứ tăng lên như thể không có giới hạn. Phạm Thiên ở đằng xa ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên, trong mắt ông ta hiện lên vẻ trầm trọng. Lúc này Diệp Huyên bỗng xòe bàn tay ra, kiếm thanh huyên bay ra. Xoẹt. Kiếm quang màu đỏ xé tan hiện trường. Ánh mắt Phạm Thiên lóe lên tia tà khí, cơ thể ông ta bỗng hơi ngồi xổm xuống, tay phải rụt lại ở phía sau, sau đó bỗng siết chặt thành nắm đấm, thoáng chốc ông ta đánh một cú về phía trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 179.